Để mặc đi chơi và đồ để mặc đi tiệc rồi nha mọi người. Và nếu mà chị nào có nhu cầu mua đồ mẹ và bé mấy chị thì thông báo với mọi người là Bí Diễm đang may rất là nhiều lô đồ thiết kế dành cho mẹ và bé luôn. Nhưng mà hôm nay thì nó chưa có về kịp mọi người, hôm nay chỉ có một ít bộ ngố mẹ bé thôi, thì tí nữa em sẽ lên. Còn mấy chị nhớ là tình yêu nào chưa theo dõi Tranh Thanh Bé thì mọi người nhớ cho em xin một nút theo dõi nha. Đó, để vì đa số là bên em chỉ bán chủ yếu là chốt đơn trên live thôi, nên mọi người cố gắng là mình sắp xếp thời gian để mình vô live mình đặt giúp em nha. Rồi lên cho em những cái mẫu áo lỉ này, ngày hôm nay sẽ tặng quà đầu live cho mọi người có giá là 1.000 đồng mọi người. 1.000 đồng mọi người, lên cho em mã đó là 1K và kèm giúp em đó là cưới của bé và số điện thoại em chút đơn cho chị áo lỉ nha. 1.000 đồng giùm em áo lỉ bé gái mà có cái mấy cái áo ba lỗ rồi em, mà không biết là hiện tại cái áo đó đang nằm đâu em. Rồi 1.000 đồng giùm em mọi người, lên cho em mã 1K và kèm ký mỗi chị tối đa giùm em là 3 cái thôi. Chốt cho mỗi chị tối đa là 3 cái thôi nha em nha, để làm quà tặng cho chị nào cũng có nha. 1K và kèm giúp em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em. Chốt đơn cho chị áo này có giá 1.000 đồng làm quà tặng cho mấy chị. Đây là bé trai nè, bé trai rất là nhiều mẫu và rất là nhiều màu cho em như thế này luôn, dễ thương lắm mọi người ơi. 1.000 đồng giùm em nha mọi người, chấm bài chia sẻ bài viết mạnh tay giùm em để chốt đơn cho em mẫu áo này có giá là 1.000 đồng nha. Rồi còn chị nào bé gái em cũng tặng luôn cho mấy chị bé gái luôn áo này 1.000 đồng một cái luôn giùm em. Áo ba lỗ dành cho bé gái giùm em luôn nha, cũng làm quà tặng cho mọi người luôn giá 1.000 đồng. Rồi lên đơn nhanh tay cho em mãi đó là 1K và kèm mẫu em đó là cưới của bé và số điện thoại giùm em để nhân viên nhà em chốt đơn cho chị mẫu áo này có giá là 1.000 đồng luôn giùm em nha. Có cả áo bé trai và có cả áo bé gái, chị nào mua áo nào thì mọi người lên cứ lên mã giùm em mã 1K và kèm giúp em đó là cưới của bé và số điện thoại, đó là sẽ có đơn nha. Rồi 1K và kèm mẫu em đó là cưới của bé và số điện thoại, chia sẻ bài viết mạnh tay giùm em và comment thật là nhiệt tình để nhân viên nhà em thấy mình và chốt đơn cho mình nha mọi người. Đấy 1K, áo bé gái sẽ là những cái kiểu áo cho em như thế này. Rồi áo bé gái nha mọi người nha. 1K giùm em mọi người ơi, chia sẻ bài viết giùm em mọi người, cho em xin 1-2 lần chia sẻ vào trang cá nhân. Và càng nhiều lần vào trang hội chợ nhóm lớn sẽ có cơ hội săn quà áo này 1.000 đồng giùm em nha. Rất là nhiều mẫu và rất là nhiều màu cho em như thế này luôn. Rồi chia sẻ mỗi chị tối đa giùm em là 3 cái là tối đa nha. Mỗi chị tối đa là 3 cái thôi nha, chốt cho tầm khoảng là 10 chị đi em. Rồi mỗi chị tối đa là 3 cái và Bí Diễm xin phép chốt tầm cho khoảng là hơn 10 chị nha. Rồi chúc tặng cho mấy chị đầu like giá là 1.000 đồng một cái giùm em, chúc tặng quà đầu like cho mấy chị này, rất là nhiều mẫu và rất là nhiều màu mấy chị. Rất là nhiều mẫu và rất là nhiều màu cho em như thế này, chia sẻ bài viết giùm em để em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để bắt đầu nhân viên em bắt đầu đọc tên tặng quà nha mọi người. Nhân ơi. Ừ.
kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người, để bắt đầu là em sẽ đọc tên tặng quà nha. Hiện tại mới có 100+ lượt chia sẻ thôi mấy chị, rất là ít luôn nè. Hiện tại mới có 100+ lượt chia sẻ thôi mọi chị, hình như mỗi chị mới có một lần hay sao á. Hình như mỗi chị mới chia sẻ được có 1-2 lần rồi, coi có chị nào chia sẻ tầm 5 lần là tặng trước này, còn chị nào chia sẻ một lần thì chưa có tặng được nha. Chị nào chia sẻ một lần bên em chưa có tặng được nha mọi người nha. Rồi, kiểm tra ngay và liền giùm em, chị nào chia sẻ trên 5 lần rồi thì bên em tặng trước, còn chị nào mới chia sẻ một lần là không có được tặng nha mọi người. Vì cái áo này bị Diễm tặng quà cho mọi người thôi, chứ thật sự áo này là em nhập vô cũng khá là đắt tiền nha mọi người. Rồi, ok nè. Rồi, tạm đọc trước cho chị là tầm khoảng là 3 người thôi em à, vì hiện tại được chia sẻ rất là ít luôn, mấy chị không có chia sẻ. Rồi, tạm đọc trước cho chị là tầm 3 người thôi nha em. Rồi, khi nào đợi lên 500 lượt chia sẻ, đọc tiếp cho chị khoảng 5-6 người nữa, tặng cho tầm 10 người đi. Rồi mấy chị chia sẻ mạnh tay giùm em mọi người ơi, để nhân viên như em chốt đơn tặng quà cho nó nhanh, để bắt đầu em sẽ bán hàng luôn nha mọi người nha. Nhiều lắm mọi người, nhiều mẫu, nhiều màu cho em như thế này nè. 1.000 đồng sẽ làm quà tặng đầu la, mấy chị chia sẻ và comment nhiệt tình giùm em nha. Bên em vẫn đang kiểm tra chị nào chia sẻ rồi, bên em sẽ đọc tên tặng quà cho mọi người luôn. Áo này dễ thương lắm mọi người ơi. Rồi, rất là dễ thương và rất là đẹp cho em như thế này luôn. Rồi, lên đơn cho em mã 1K và kèm cây bé và xuống thoại giùm em nha, để em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ tiếp tục rồi nè, để em báo nhân viên tặng thêm cho mọi người nè. Rồi, chia sẻ bài viết về mạnh tay giùm em mọi người. Rồi, cứ đọc cho chị lên đơn nha. Đầu tiên chia sẻ nha các chị ơi. Rồi, em trước chị đầu tiên trước đi. Tặng chị Trang Phạm 1.000, xuống thoại là 3479. Rồi, ok nè. 1.000 tiếp theo trước chị Phương Võ, xuống thoại 4869. Rồi, ok, cảm ơn. 1.000 tiếp theo chú chị Môi Si Phu, số thoại 0636. Rồi, ok nè, rồi tiếp tục đọc tiếp với chị tầm 3 chị nữa đi em ơi. Rồi, kiểm tra giùm em lên 500 lượt chia sẻ chưa mọi người ơi. Lên 500 lượt chia sẻ giùm em để nhân viên em tiếp tục đọc cho 5 chị tiếp theo nha. Rồi, nhanh tay giùm em mọi người ơi, vì mấy chị chia sẻ ít quá là bên em không tặng quà được á. Rồi, tiếp theo chị 3 chị nữa đi em ơi. 3 chị nào chia sẻ nhiều nữa, đọc tên chút đơn cho chị luôn đi em. Rồi, nhanh tay giùm em mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ bài viết và comment nhiệt tình giùm em là mã 1K và kèm giúp em cái bé và xuống thoại. Đó là nhân viên sẽ ra bill tặng quà cho mấy chị mấy cái áo này với giá là 1.000 đồng nha. Áo lỉ giùm em mọi người ơi. Rồi, nhanh tay giùm em, nhanh tay chia sẻ bài viết giùm em mọi người ơi. Rồi, ok nè, bắt đầu em trong thời gian nhân viên vẫn đang kiểm tra, em sẽ bắt đầu lên đồ lần lần luôn nha mọi người nha. Vì hôm nay em sẽ like nhanh thôi. Em like nhanh cho mọi người. Ui, mấy cái áo này dễ thương quá hơn. Cái này đẹp lắm luôn á. Màu rất là nhiều mẫu nha mọi người. Đó, nhiều mẫu và nhiều màu này dễ thương cực kỳ luôn, mà có 1.000 đồng một cái thôi, áp dụng cho tình yêu nào chia sẻ bài viết trên 5-6 lần gì đó là sẽ được tặng mọi người nha. Rồi, ok nè, phối đẹp hơn, mấy cái áo này dễ thương quá, vải mát lắm mọi người ơi, vải cực kỳ mát luôn. Rồi, ok nè, tiếp tục cho em mọi người ơi, tiếp tục review chị khoảng 3 chị tiếp theo đi em. Rồi, ok nè, nhanh tay giùm em mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ giùm em. Rồi, em sẽ bắt đầu bán hàng luôn nha, đợi xíu nhân viên em sẽ ra kiểm tra lượt chia sẻ rồi em bắt đầu lên luôn. Rồi, lên cho chị mẫu đầu tiên giùm em luôn là mẫu cái yếm mấy chị. Rồi, yếm này giá bao nhiêu tiền em ơi? 115.000 đồng mấy chị, comment cho em mã đó là yếm sập và kèm giúp em đó là cưới của bé và số thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho chị mẫu đầu tiên đó là mã yếm sập mấy chị. Giá 115.000 đồng và mẫu này size từ 6kg cho đến là... Rồi, ok nè, 115.000 đồng. 1K tiếp theo chú chị Phạm Ngọc, số thoại 2333. Ok nè. 1K tiếp theo chú chị An Lê, số thoại là 5679 ạ. Rồi, ok chị An Lê nè, chị Phạm Ngọc nè, ok chị có mã 1.000 luôn nè. 1K tiếp theo chú chị My Kim, số thoại 2118 ạ. Rồi, ok chị My Kim nè, ok nè. Rồi, tiếp tục giùm em lên cho mấy chị mẫu này có giá là 115.000 đồng nguyên set, mấy chị chất của nó rất là đẹp luôn nè. Yếm kaki giùm em nha, mùi nha, trai gái đời mau, ok. Cái này mà mấy chị mặc đi ăn đám cưới đám tiệc nè, cho mấy bé nào nhỏ nhỏ, đặc biệt là mặc đi Đà Lạt mấy chị, đi du lịch giùm em. Trời, cái này mặc đi du lịch là chụp hình sống ảo là thôi rồi, rất là dễ thương luôn. Giá chỉ có 115.000 đồng mọi người, lên đơn cho em mã yếm sập kèm ký xuống thoại size từ 6 đến 13kg là bé nhà mình ok mấy chị. Rồi, qua mẫu tiếp theo em ơi. Rồi, chấm chấm bài tương tác này sẽ like rất là nhanh, mọi người cố gắng comment nhanh tay giúp em nha. Rồi, lên đơn cho em mã là yếm sập và kèm hộ em đó là cưới của bé và số thoại giùm em để nhân viên nhà em chốt đơn cho chị yếm có giá 115.000 đồng. Và bên em có size dành cho bé nào là từ. Rồi, có size dành cho bé là từ khoảng là 6kg cho đến là 13kg là bé nhà mình ok mấy chị, 115.000 đồng. Rồi, nhanh tay giùm em mã yếm sập kèm cưới giùm em. Rồi, tiếp tục 13 kiểu em. Em ơi, cho chị áo kiểu luôn em. Rồi, tiếp tục cho mấy chị một màu áo kiểu nè. Trời, áo kiểu rút dây, cái này mà mấy chị mặc với lại quần sọt, quần đùi luôn. Em sọt 11 thì Kim On Đinh. Rồi, ok, cảm ơn chị Kim On Đinh nè. Trời ơi, cái này
này mà mặc với lại mấy cái quần này thì rất là dễ thương luôn nè mọi người ơi. Đây nha, cái này mà mọi người mặc với lại cái này áo lẻ và quần lẻ, mấy chị chốt áo trước giùm em, chị nào mua quần thì mình đợi em xíu nha. Đấy, áo lẻ và quần lẻ giúp em, mọi người chốt đơn áo trước giùm em nha. Còn chị nào mình mua quần thì mình đợi em xíu xíu em sẽ lên cho mọi người. Rồi ok nè. Rồi chốt đơn áo trước nha em. Áo này lên cho mấy chị coi giá sẽ là yếm sọc em còn sao từ 7kg cho đến 12kg nha các chị. Rồi lên cho mọi người áo kiểu này có giá sẽ là 52.000 đồng một cái. Mọi người lên đơn chi mã là A52K và kèm hộ em đó là cưới của bé và số thoại em chút đơn với chị áo kiểu bé gái giùm em rút dây. Cái này mọi người muốn rút tới đâu mọi người rút, mọi người mình muốn rút ngắn rút dài cái đây là quyền của mình nha. Chị nào muốn sexy thì mình có thể rút dài lên một rút ngắn lên một xíu cho em như thế này nè. Đấy rồi giá sẽ là 52.000 đồng đối với một cái áo kiểu rút dây cho em như thế này rất là đẹp luôn. Rồi lên đơn cho em mã là A52K và kèm hộ em đó là ký bé xuống thời size từ 7kg cho đến là rồi 7 cho đến 17kg là bé cho mình mau ok mấy chị. Từ 7 cho đến 17, 18kg giùm em áo này mặc ôm mới đẹp nha. Từ 7 cho đến 18kg là bé cho mình mau ok. Và giá chỉ có là 52.000 đồng một cái. Mọi người lên đơn cho em mã A52K. 52-12 chị Ngọc Anh. Đó em lên cái quần này cho mọi người. 52-10 chị Nguyễn Huyền Phượng. Rồi ok chị Phượng. 52-14 chị Phạm Ngọc. Rồi ok nè. 52.000 mọi người lên đơn cho em mã là A52-14 chị Ngon Ngon. Rồi ok cảm ơn chị Ngon Ngon nè. 52-16 chị Phạm Thảo. Rồi ok 52.000 cái mọi người size từ 7kg cho đến là 18kg mang vừa giúp em giá 52.000 đồng lên em mã A52K. Rồi tiếp tục cho em 52-13 chị Xuân Thúy Trần. Rồi tiếp tục cho mấy chị cái quần này, quần chất của nó này co giãn cho em như thế này nha mọi người. Quần đẹp lắm mọi người ơi, rất là đẹp luôn mọi người. Về mặc cái áo này này dễ thương lắm. Size quần này cũng size từ 6kg cho đến là 14kg mang vừa giúp em. Quần mọi người lên cho em mã quần này có giá là bao nhiêu tiền em ơi? 59.000 đồng lên cho em mã Q59K là giá quần hả chị? 59.000 đồng là giá quần, mọi người lên đơn cho em mã đó là Q59K và kèm ký số điện thoại em chút đơn với chị là quần giá 59.000 đồng. Em 52.000 em còn áo, một áo là size 8-9-10kg nha các chị. Rồi 52.000 còn size là từ 8 cho đến 10kg với chị là mã áo giùm em. Chị nào lấy áo lên mã A52 và chị nào lấy quần thì mọi người lên cho em mã Q59K mọi người ơi, size dành cho 50... bé là từ 6kg cho đến 14kg mang vừa. 59-10 chị Nguyễn Huyền Phượng. Ok này dễ. 59-12 chị Ngọc Anh. Rồi ok. Yếm sọc 10 chị Anh Nguyễn. Rồi ok. 59-14 chị Ngon Ngon. Rồi nhanh tay giùm em mọi người ơi, chấm bài tương tác giùm em nha. Rồi chấm bài tương tác giùm em nha mọi người nha. Và sắp tới là chuẩn bị tới dịp lễ 30/4 1 tháng 5 thì mọi người nhớ là theo dõi trang fanpage của em để mà cập nhật những mẫu mới nha mọi người. Vì sắp tới bé Diễm may cho mọi người rất là nhiều đồ thiết kế mẹ và bé luôn, để cho mấy chị mặc đi du lịch thì mọi người cố gắng là theo dõi trang fanpage giúp em và theo dõi livestream thường xuyên nha. 59-13 chị Xuân Thúy Trần. Rồi ok. 59-11 chị Khương Trần. Rồi ok nè. Rồi nhanh tay giùm em mã là Q59K giùm em mấy chị, là mã quần giùm em size từ 6 cho đến 14kg là bé nhà mình mau ok mấy chị. Rồi tiếp tục giùm em luôn nè. Rồi chấm bài tương tác giùm em với Diễm qua mẫu tiếp theo nha. Rồi chấm bài tương tác giùm em, chị nào lấy quần thì mọi người lên cho em mã Q59K và ai lấy áo thì lên cho em mã A52K mấy chị. Em còn một hai cái cuối cùng là bên em hết hàng rồi, em qua mẫu luôn nha mọi người. Rồi qua mẫu tiếp theo lâu luôn, lên cho mấy chị cái bộ đây, mọi người lên cho em mã đó là gấu vàng và kèm cái bé xuống thoại em chút đôi mấy chị cái mã gấu vàng. Gấu vàng này bên em có size dành cho mấy chị là từ 6kg cho đến là 14kg là bé cho mình ok. Và giá sẽ là 69.000 đồng một bộ mấy chị. 69.000 đồng một bộ, mọi người lên đơn cho em mã nó là gấu vàng và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em để nhân viên em lên đơn trai gái là ok. Rồi mẫu này là bé trai và bé gái nhà mình đều mau ok giúp em bộ này và giá chỉ có là 69.000 đồng một bộ. Tình yêu nào mình vừa ký chúc đơn cho em mã đó là gấu vàng và kèm ký số điện thoại em chúc đơn nha. Gấu vàng hộ em mọi người ơi, lên đơn cho em mã gấu vàng kèm ký. Rồi gấu vàng kèm ký bé nè. Rồi tiếp tục cho chị một cái set hot trend màu xanh đô. Rồi gấu vàng giùm em size từ 6 đến 14kg mà ok mấy chị. Và giá là 69.000 đồng bộ, lên đơn cho mẹ gấu vàng giùm cái bé nha. Gấu vàng 6kg chị Trang Nguyễn. Rồi ok nè. Gấu vàng 7kg chị An Nguyễn. Rồi ok. Đẹp quá mọi người ơi, gấu vàng giùm em 6 cho đến là 14kg là ok và giá là 69.000 đồng. Gấu vàng 14 chị Thu Thủy. Rồi ok, cảm ơn chị Thu Thủy nè. Rồi tình yêu lấy lên đơn cho mẹ gấu vàng giùm cái bé nha. Rồi gấu vàng và kèm cho em là cái bé và số điện thoại em chút đơn. Rồi tiếp theo cho mấy chị là set kaki màu xanh bơ mấy chị. Rồi set kaki màu xanh bơ, bỏ cái set này ra nha.
Rồi set kaki màu xanh bơ giùm em nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Tay của nó nè, phối túi cho em như thế này, phối túi bạc nha mọi người nha. Một quần jean và một áo kaki cho em như thế này luôn. Rồi size dành cho bé là tầm 30kg đổ lại là bé nhà mình ok mấy chị. Size này nhỏ nhất là từ 20 cho đến là rồi mẫu này 6kg chị im bo phu. Rồi mẫu này từ 22 cho đến 30kg đổ lại là bé nhà mình ok mấy chị. Nguyên một set cho em như thế này luôn và giá sẽ là rồi 159.000 đồng một set. Mọi người lên đơn cho em mã là xanh bơ và kèm cái bé số điện thoại túi hộp hai bên cho em nhóm này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Xanh bơ giùm em nha, tình yêu lấy chốt đơn cho em mã xanh bơ kèm ký 159.000 đồng set quần kaki nha mọi người, cực kỳ hot trend luôn. Cái set này mặc đi du lịch thì cực kỳ ok. Rồi giá là 159.000 đồng, mọi người lên đơn cho em mã đó là xanh bơ và kèm ký của bé và số điện thoại em chốt đơn chị set xanh bơ nha. 22 cho đến 30kg là bé nhà mình ok mấy chị. Từ 22 cho đến 30kg là bé nhà mình ok em bộ này nha. 159.000 đồng nguyên set, mọi người lên đơn chi mã là xanh bơ kèm cái bé và số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi xanh bơ hộ em, xanh bơ hộ em nha mọi người, cực kỳ hơn cái set này mặc đi du lịch thì rất là ok luôn. Rồi tiếp theo cho em luôn là mũ Gucci màu đen, mọi người lên đơn chi mã đó là mũ đen và kèm cho em là cưới của bé và số điện thoại em chút đơn chị set mũ đen với chị. Set này thì kèm mũ nha mọi người nha. Size dành cho bé là từ 7 cho đến là 15kg là bé nhà mình ok và giá chỉ có là 87.000 đồng một set 3 món cho em như thế này. Chữ tờ đây Gucci cho em như thế này, mũ là mũ thêu nha. Rồi cổ là sẽ là viền viền cho em như thế này nha mọi người. Rồi giá là 87.000 đồng một set 3 món, lên đơn cho em mã là mũ đen và kèm cưới của bé và số điện thoại. Xanh bơ 27 chị Châu Ngọc Diệp. Rồi ok chị nè. Rồi lên đơn cho em mã là mũ đen nha. Mũ đen và kèm cho em là ký bé số điện thoại size từ 7kg cho đến là 15kg mang vừa giúp em với chị. Mũ đen 7 chị Trang Nguyễn. Rồi ok nè. Mũ đen giùm em nha mọi người nha. 87.000 đồng nguyên set, lên đơn cho em mã mũ đen kèm ký bé giùm em nha. Rồi mũ đen và kèm mũ đen 10 chị Anh Nguyễn. Rồi ok chị nè. Rồi mũ đen giùm em mọi người ơi, lên đơn cho em mã mũ đen kèm ký của bé và số điện thoại em chút đơn với chị set mũ đen. Mũ đen 15 chị My Kim. Rồi ok cảm ơn chị My Kim nè. Tiếp theo cho chị là một bộ đồ xuất hàng nha chị, mặc mát đi học đi đồ này kia. Mùa này rất là nóng chị, mang những cái bộ đồ này là giá nó vừa tiền mà nó rất là mát luôn. Rồi lên cho em bộ này là bộ thở vàng chị, bộ xuất hàng Hà Quảng Châu nha mọi người nha. Giá là 59.000 đồng một bộ, mọi người lên đơn cho em mã thở vàng kèm cái bé nhé. Rồi thở vàng và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại em chút đơn. Rồi Nhân ơi. Rồi thở vàng và kèm hộ em đó là cưới của bé và số điện thoại giùm em chút đơn mấy chị. Cái này bộ thở màu vàng giá là 59.000 đồng mấy chị, size từ 8 cho đến 15kg là bé nhà mình ok. Rồi từ 8 cho đến 15kg là bé nhà mình ok mấy chị và giá chỉ có là 59.000 đồng một bộ. Tình yêu lấy chút đơn cho em mã đó là thở vàng và kèm cái bé số điện thoại giùm em lên song song hai hình cùng lúc luôn nè. Mẫu đen 11 chị Kim Anh Đinh. Rồi ok cảm ơn chị Kim Anh. Thở vàng 60 chị Nguyễn Huyền Phượng. Rồi ok chị Phượng nè. Thở vàng 14 chị Mặc Chi. Rồi ok. Rồi em lên cho mình song song thêm một hình nữa, đó là hình con mèo màu hồng. Chị Bùi Thị Mỹ Thanh lên số điện thoại đi em chốt hàng nha chị ơi. Rồi hồng luôn giùm em mọi người, lên cho em mã con mèo màu hồng luôn á chị. Em lên song song cùng lúc là hai hình, đó là thở màu vàng và con mèo màu hồng. Rồi tình yêu lấy thỏ vàng thì lên đơn thỏ vàng và ai lấy mèo hồng thì mọi người lên đơn cho em mã đó là mèo hồng kèm ký luôn nha. Rồi mèo hồng đây mọi người ơi, mèo hồng rất là đẹp luôn nè. Rồi tình yêu lấy chốt đơn cho em mã là mèo hồng kèm ký đĩa luôn giùm em nha. Rồi xin xin bơ 24 chị Bùi Thị Mỹ Thanh. Rồi ok lên cho em mẫu này là mèo hồng mấy chị. Mèo hồng kèm cho em là cưới của bé và số điện thoại nhiên chút đơn với chị. Bộ này là con mèo màu hồng, bộ xuất hàng Hàng Quảng Châu cho bé mặc thích hợp nha. Bộ này mặc rất mát mọi người ơi. Rồi lên đơn mèo hồng 14 chị Mặc Chi. Chị bộ 2 giây đi gái đi em ơi. Mèo hồng giùm em nha, mèo hồng và thỏ vàng. Tình yêu lấy chút đơn cho em mã thỏ vàng và mèo hồng giúp em nhân viên chút đơn cho mình nha. Bộ này là thỏ màu vàng với chị. Rồi bộ này là thỏ vàng 15 chị Thiên Phú Nguyễn. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi ai lấy nữa lên đơn giùm em nha. Thỏ vàng em còn size từ 8 cho đến 12kg. Mèo hồng em còn từ 8 cho đến 15kg nha các chị. Ok lên cho mấy chị bộ 2 dây đi gái nè mấy chị. Rồi mẫu này là em có tổng cộng là 4 màu. Xanh nè, màu nâu nè, màu vàng và màu hồng mấy chị. Em lên cho mấy chị là màu xanh trước nè. Xanh trước nha, chị lấy xanh comment cho em mã là dây xanh giùm em nha mọi người nha. 49.000 đồng. Mèo hồng 15 chị Phụng Huỳnh. Rồi cho chị tiếp một màu nữa là màu nâu đi em ơi. Dây xanh và kèm cho em là ký của bé, số thoại em chút đơn nha mọi người nha. Quần của nó sẽ quần chiếc, chất liệu này đẹp lắm mọi người ơi. Chất liệu này là thun lỗ nha, rất là đẹp cho em luôn nè. Phải đẹp lắm. Rồi size từ khoảng là 4kg cho đến là 13kg, 14kg mang quần giùm em cho bé sơ sinh. Tầm khoảng là 3 tuổi đổ lại mang vừa.
và giá là 49.000 đồng bộ. Lên đơn cho em mã là dây xanh kèm ký số thoại em chút đơn. Tiếp theo cho em là bộ này là dây dây màu nu. Rồi dây màu nu nha, tình yêu lấy chút đơn cho em. Mẫu này là comment cho em mã là dây dây nu giùm em mọi người. Comment cho em mã dây nu kèm ký số thoại em chút đơn với chị bộ dây màu nu luôn. Rồi giá của bộ này là 49.000 đồng bộ, tình yêu lấy chốt đơn cho em. Nhân ơi lên trên dây lấy cho em cái bộ mà con sọc màu vàng với sọc màu hồng anh ơi. Rồi dây màu nu và dây màu xanh giùm em nha. Rồi giá là 49.000 đồng bộ và size dành cho bé là từ 4kg cho đến là 13kg. Bé nào còn 11kg chị Nguyễn Huyền Phượng 2-3 tuổi đổ lại giúp em nha, bộ sơ sinh nha. Quần nó sẽ quần chip cho em như thế này nha mọi người, quần chip nha. Rồi lên đơn cho em mã dây kèm màu chị. Em có dây màu nu và dây màu xanh. Tình yêu lấy lên đơn cho em mã dây kèm màu. Rồi lên đơn cho em mã dây kèm màu giúp em mọi người ơi. Giá là 49.000 đồng một bộ nha. Rồi giá là 49.000 đồng một bộ. Tình yêu nào vừa ký lên đơn cho em mã dây kèm màu nha. Dây màu xanh 10 chị Trần Hà. Rồi ok Trần Hà này. Đây là màu nu mấy chị. Màu xanh. Dây xanh 8 chị Mít Kiều. Rồi ok nè. Đổi qua cái móc giùm em luôn anh ơi. Rồi lên cho em mã dây kèm màu giúp em nha mọi người. Màu hồng với màu vàng luôn anh. Xanh 12 chị Phụng Huỳnh. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã dây kèm màu giùm em luôn. Dây nu 13 chị Xuân Thúy Trần. Rồi tiếp theo đi em ơi. Cái nào cũng có. 15 10B cứ. Rồi lên cho em mã dây kèm màu nha. Dây kèm màu giùm em luôn. Rồi tiếp theo cho mấy chị là màu vàng và màu hồng. Vàng luôn giùm em. Comment cho mã dây vàng kèm ký nha mọi người. Lên đơn cho em mã là dây vàng kèm ký bé. Và số điện thoại em chút đơn chị bộ dây màu vàng luôn giùm em. 49.000 đồng phải đẹp lắm mọi người ơi. Và rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy lên đôi cho em mã dây vàng. Tiếp tục cho em mã dây vàng. Dây nu 10kg chị Trần Hà. Rồi dây vàng size tầm khoảng là 13kg đổ lại mang vừa nha mọi người nha. 4kg cho đến 13kg giá 49.000 đồng lên cho em mã dây. Dây màu xanh 13 chị Yến Thanh. Rồi, màu nâu em hết chị chọn màu khác. Màu khác cho em nha. Rồi đưa đây luôn anh ơi. Màu xanh chú chị Yến Thanh. Rồi ok nè. Móc cái bù quần xấu quá. Đưa cho bé Giang chuyển qua. Rồi ok này, tiếp tục giùm em mọi người ơi. Rồi lên cho em mẫu này là dây vàng giùm em á chị. Dây vàng chị Yến Thanh 13. Ok chị Yến Thanh này. Lên cho em mã dây vàng, dây xanh, dây hồng và dây nu. Rồi lên đơn giùm em luôn mọi người ơi. Rồi em có cả dây màu hồng nữa nè, em còn vài bộ này. Ai lấy lên đơn nhanh tay cho em mã dây kèm màu. Rồi dây kèm dây vàng 12 chị Phụng Huỳnh. Rồi ok chị Phụng Huỳnh nè. Rồi dây kèm màu nha mọi người, 49.000 đồng bộ giùm em. Mẫu này do là em về mẫu thử mấy chị, thành ra là có ít thôi. Đợt sau em sẽ về nhiều hơn nha. Đợt sau là chắc là tầm 1-2 like nữa là em sẽ về thêm mẫu này lại một lần nữa nha mọi người. Giá 49.000 đồng. Rồi ok lên cho em mã dây kèm màu mấy chị. Rồi ok nè. Rồi em qua mẫu luôn nha. Dây vàng, dây hồng, dây xanh và dây nâu. Có ít thôi, mỗi màu có 1-2 bộ. Rồi màu xanh, màu xanh là còn tết. Dây màu xanh yêu cầu 1 bộ 7-8-9kg. Rồi màu nâu em còn 7-8-9kg. Màu vàng là từ 4 cho đến 10. Dây vàng em còn từ 4kg cho đến 10kg. Màu hồng là từ 4kg đến 12. Dây màu hồng em còn sao từ 4kg cho đến 12kg nha các chị. Rồi ok qua mẫu luôn. Rồi chị nào lấy lên đơn kia mẹ dây kèm màu nha mọi người nha. Comment cho mẹ dây kèm màu nha. Dây vàng 8 chị Nguyễn Linh. Rồi ok cảm ơn chị Nguyễn Linh nè. Rồi lên cho em bộ này là bộ sọc. Cây hồng 11 chị Mua Si Phu. Rồi comment cho em mẫu này là sọc mấy chị cam sữa. Cây màu xanh 7kg chị Nguyễn Linh. Comment cho em mã màu cam sữa kèm ký số thoại em chút đôi mấy chị. Màu cam sữa Giang ơi, màu cam sữa em ơi. Cam sữa kèm ký và số thoại em chút đôi mấy chị. Màu cam sữa nha. Rồi coi xanh chị luôn em. Rồi cam sữa và kèm cho em là ký của bé và số thoại giùm em chút đôi mấy chị. Màu cam sữa mấy chị. Rồi cam sữa và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên chút đô mòn mình màu cam sữa nha. Coi size giùm chị liền em ơi. Rồi size dành cho bé là từ 12kg nè. Rồi số 9 là chốt tới 22kg nha. Số 9 là 21-22kg. Dây màu hồng 8 chị Nguyễn Linh. Rồi ok chị Nguyễn Linh nè. Số 10, 16, 17. Rồi ok, mẫu này lên đơn cho em mã là cam sữa kèm ký và số điện thoại em chút đơn chị bộ màu cam sữa nha. Em có size là 12 cho đến 22 ký mấy chị. Giá của bộ này sẽ là 95.000 đồng. Rồi 95.000 đồng này tiếp tục là size đại còn 1-2 bộ lẻ size với size cổ, còn 1-2 bộ lẻ size này size đại là còn size mấy nha. Cái này là size giá bao nhiêu tiền luôn? Nó cùng giá em đơn chung vô. Dây nu 9 ký chị Nguyễn Linh. Rồi ok này. Rồi từ 23 cho đến là 35kg mấy chị thì giá là
150.000 và từ 36 cho đến 38 kg thì giá là 125. Lên đơn cho em mã màu cam sữa kèm ký. Cảm ơn cho em mã màu cam sữa kèm ký với số điện thoại. Cam sữa 13 chị Yến Thanh. Bộ này là bộ thỏ vàng tình yêu, lấy lên đơn cho em mã thỏ vàng ký bé với chị. Thỏ vàng ký của bé cho em có size là từ 8 cho đến 15 kg màu ok, giá là 59.000 đồng. Cảm ơn cho em mã màu là mã bộ là thỏ vàng. Rồi thỏ vàng kèm ký luôn cho em, nhân viên em lên đơn cho mình bộ thỏ màu vàng nha. Ai lấy lên đơn cho em mã thỏ vàng kèm ký bé chị. Rồi tiếp tục cho mấy chị là một bộ đồ cotton rất là đẹp luôn nè. Giá chỉ có là 65.000 đồng bộ, lên cho em mẫu này là A1 đi mọi người. Comment cho em mã này là A1 kèm ký của bé và số điện thoại giùm em lên đơn cho chị bộ này là mã A1 cho mọi người nha. Rất là đẹp, phải đẹp lắm mọi người ơi. Giá là 65.000 đồng bộ, size từ 7kg cho đến là 14kg mang vừa. Rồi mở chị coi 15 không em. Rồi lên cho em mẫu này là A1 kèm ký bé nha mọi người. A1 A1 và kèm cam sữa 25 hồng 25 chị Ly Ly Trần. Rồi bộ này bên em có size là từ 7kg cho đến 17kg mang vừa giúp em nha. 7 cho đến 17kg mang ok và giá là 65.000 đồng một bộ. Tình yêu nào lấy mình lên đơn cho em mã đó là A1 và kèm hộ em đó là cưới của bé, là số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho chị bộ này là mã A1 đó chị. A1 7 cho đến 17kg là bé cho mình ok, giá là 65.000 đồng bộ chị. 65.000 đồng lên chị mã A1. A1 kèm ký và số điện thoại em chúc đơn chị bộ này mà A1. A1 17 chị Nguyễn Huyền Phượng. Rồi ok chị Phượng này. A1 giùm em mọi người ơi, lên đơn cho mã A1 kèm ký bé này. Cái này là mẫu gì em? Quần gì á? Rồi đưa chị luôn. Rồi tiếp theo cho mấy chị một cái mẫu quần màu đây, nó tay lắm nha mọi người. Trời quần đây rất là đẹp luôn hả? Quần đây cực kỳ đẹp luôn, cái này mà mặc với lại áo ba lỗ, áo ống đồ này kia rất là đẹp mấy chị. Đi du lịch mà mặc mấy cái áo này dễ thương lắm nha. 59.000 đồng cả mọi người, lên cho em mẫu này là Q1 giùm em. Comment cho em mẫu này là Q1 kèm ký, số điện thoại em chúc đơn mấy chị mã quần Q1. Màu cực kỳ đẹp luôn, có cái túi này chắc của nó co giãn nha mọi người nha. Rồi giá chỉ có là 59.000 đồng một cái, tình yêu lấy lên đơn cho mã Q1 kèm ký. Size dành cho bé là từ 6kg nè cho đến là 6kg cho đến 16kg là bé nhà mình mau ok mấy chị. Và giá là 59.000 đồng cái, lên chị mã Q1 kèm ký bé. Comment cho em mã là Q1 và kèm hộ em đó là ký của bé. Và số điện thoại em nhân viên chúc đơn cho chị mã quần này là Q1 nha. Q1 16 chị Hồ Sao Mai. Q1 giùm em mấy chị ơi. Q1 và kèm giùm em là ký của bé. Và số điện thoại em nhân viên chúc đơn mấy chị mẫu quần này mã Q1 nha mọi người. Size từ 6 cho đến 16kg mang quần. Giá sẽ là 59.000 đồng cho chị mẫu váy đi em ơi. 59.000 đồng tình yêu lấy chút đơn cho em mã Q1 kèm ký. Tiếp tục chấm chị một mẫu đầm hot trend luôn giùm em nha. Rồi đầm này bên em có size là dành cho bé nào là rồi từ 13kg này. Đầm cực kỳ hot trend luôn. Rồi đầm giá bao nhiêu luôn em ơi? A1 14 chị Tuyết Nhung. Rồi ok, mẫu này là Q1, mấy chị comment mã Q1 kèm ký bé giùm em. 59.000 đồng cái, comment cho mã Q1. Rồi ai lấy lên đơn kia mã Q1 quần kaki co giãn, cái này mặc với lại áo ống này, áo hai dây áo sơ mi, trời rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Có 59.000 vải rất là xịn. Rồi ai lấy lên đơn kia mã Q1 kèm ký bé nha. Chị nào ở gần thì cứ qua shop em lựa đồ nha mọi người. Qua lúc nào cũng được nha. Rồi ok này, lên cho mấy chị mẫu đầm này mọi người, lên cho em mã báo hồng. Giá là 69.000 đồng một cái, size từ 13kg cho đến 24kg mang vừa. 13 đến 24kg ok mà giá chỉ có 69.000 đồng cả, tình yêu lấy lên đôi cho mã báo hồng kèm cái bé nha. Q1 12 chị Ngọc Lành. Bộ này là bộ mã A1, tình yêu lấy lên đôi cho em bộ này là mã A1 kèm cái bé. A1 và kèm cho em là ký của bé và số điện thoại giùm em lên đôi cho chị mẫu này A1 nha. Báo hồng 24 chị Nguyễn Thị Ánh My. Rồi ok, báo hồng. Báo hồng 13 chị Nguyễn Huyền Phượng. Rồi báo hồng. Báo hồng 14 chị Thi Thanh. Rồi ok. Báo hồng 16 chị Đan Khe. Rồi ok. Ai lấy báo hồng lên mã báo hồng kèm cái bé. Nhân đầm này rất là dài mấy chị, đừng thương theo cái bé nó, nhân đầm này dài to lắm mọi người, size số 1 này. 13 cho đến 24kg mang vừa, lên đơn cho mã báo hồng kèm cái bé. Rồi tiếp tục cho em bộ này là chuột mấy chị. Báo hồng 16 chị Phụng Hình. Rồi bộ xuất hàng giùm em mẫu mọi người lên đơn cho em mẫu này là X1 giùm em đi hả? Comment cho em mã X1 kèm cái bé, size từ 8 cho đến là 15kg là 59.000 đồng. 16 đến 20kg là giá 69.000 đồng, lên đơn cho em mẫu này là X1 mấy chị, bộ xuất hàng. X1 14 chị Thiên Phú Nguyễn. Rồi X1 giùm em nha, ai lấy X1 mọi người lên đơn cho em mã X1 kèm cái bé nha.
mẫu này là X1 mấy chị, size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 20 kg là giá 69. Rồi ai lấy lên đơn cho em mã là X1 kèm cái bé và số điện thoại giùm em chốt đơn nha mọi người. Cố gắng là lựa giùm em từ hai cái trở lên, Nghi đọc tên ngày mai nhân viên gọi chốt đơn cho mình nha. Rồi lựa giùm em từ hai cái, Nghi đọc tên ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn. Anh Nhân ơi, đúng vậy, lấy giúp em một ít đồ bé trai qua đây giùm em nha. Thêm 22 kg chị Nguyễn Thị Ánh My. Rồi ok, này nhanh tay lấy chân lên giùm em có hàm lai nha. Đây này anh. X1 mấy chị comment cho em mã X1 kèm cái bé 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 20 kg là giá 69.000, mấy chị lên đơn cho em mã X1. 17 17 tới 22. Rồi lên đơn cho em mẫu này là X1 nha. Tình yêu lấy lên đơn giùm em. Ủa xuất hàng bị gãy. Chị nào lấy báo hồng lên số điện thoại giúp em nha chị ơi. Em có size từ 17 kg cho đến 22 kg mang vừa. Rồi ok nè, em quay mẫu tiếp theo này rất là đẹp luôn hả, bộ vé trai mọi người lên đơn cho em mẫu này là comment cho em mã chỗ dễ thương quá mọi người. Comment cho em mẫu này là màu mã gì đây? Bé hồng 18 kg chị Mỹ Duyên. Comment cho em mã nâu với chị, lên đơn cho em mã nâu kèm ký. X1 17 chị Út Thảo. Nâu nha mọi người nha, comment mã nâu từ 7 cho đến 17 kg mang vừa giá là 65.000 đồng bộ. Màu nâu với chị. X1 12 chị Ngọc Anh. X1 14 chị Mạch Chi. X1 15 chị Thiên Phú Nguyễn. Bộ này mà X1 mấy chị. X1 17 kg chị Út Mẫm. X1 11 chị Trang Phạm. Rồi bộ con chuột nó chơi màu tím là mã xuất hàng X1 nha mọi người nha, comment cho mã X1 kèm cái bé. 16 20. Rồi X1 kèm cái bé số điện thoại em chốt đơn nha. Xa từ 8 cho đến 15 kg là 59.000, 16 20 kg là giá 69.000, mấy chị lên cho em mã X1. Rồi bộ bé trai giùm em màu nâu phối nè, mát lắm mọi người. Xa từ 7 cho đến 17 kg mang vừa. Nâu 17 chị Nguyễn Huyền Phượng, nâu 10 kg chị Thi Thanh. Rồi. 65.000 mấy chị. Rồi bộ này mọi người lên đơn mã xanh luôn đem. Nâu 11 kg chị Đinh Thị Vân. Rồi tương tự mẫu này mọi người lên đơn cho em mã xanh luôn nha. 8 cho đến từ 7 cho đến 17 kg mang vừa giá là 65.000 đồng. Lên cho em mã xanh mấy chị và bộ này là mã nâu. Bộ bé trai nha, ai lấy lên đơn cho em mã nâu hoặc là xanh 65.000 đồng bộ. Từ 7 cho đến 17 kg mà ok. Comment cho em mã xanh. Có thì em ơi, chị đang lấy cái nào màu xanh. Nâu 11 kg chị Thoa Kim. Rồi ok nè, xanh giùm em hoặc là nâu giùm em nhân viên chốt đơn nha. Xanh hoặc là nâu giùm em nhân viên em lên đơn cho mình nha mọi người nha. Rồi tiếp tục giùm em đi chị, chấm bài tương tác giùm em qua mẫu tiếp theo luôn. Doraemon mọi người comment cho em mã Doraemon trai gái thân ok nè. Doraemon giúp em mấy chị, comment cho em mã là Doraemon kèm cái bé và số điện thoại giùm em. Đây Doraemon màu xanh nha mọi người, trai gái là ok, bộ xuất hàng. Rồi từ 8 cho đến 15 kg là 59.000. Xanh 15 kg chị Nguyễn Trinh. Rồi ok chị nè. Xanh 9 kg chị Phụng Huỳnh. Lên cho em mã Doraemon mấy chị ơi. Rồi comment cho em mã Doraemon kèm ký nha. Bé hồng 16 về 20 chị Phương Võ. Rồi ok, cảm ơn chị Phương Võ nè. Cố gắng là Nghi Nghi đọc tên chút đơn từ hai cái giùm em, ngày mai có nhân viên gọi nha mọi người. Rồi ok nè. Xanh 12 kg chị Bảo Uyên. Xanh 15 chị Nguyễn Trinh. Số điện thoại 9771. Rồi ok, lên cho em bộ này là Doraemon trai gái thì mang được mấy chị. 8 cho đến 15 kg là 59.000, và 16 20 kg là giá 69. Tình yêu nào lấy lên đơn cho em mã Doraemon mọi người ơi. Doraemon và kèm ký số điện thoại giùm chút đơn nha. Doraemon giúp em nha mọi người. Comment cho mã Doraemon giùm em. Rồi Doraemon trai gái thì mang ok nè, màu xanh nè. Xuất hàng giùm em, bộ xuất hàng Quảng Châu nha. Rồi mặc đi học ở nhà rồi này kia trời này mặc cái bộ này ok lắm mọi người. Rồi tiếp theo bộ này là nâu và màu xanh, 65.000 đồng bộ, từ 7 cho đến 17 kg. Ai lấy nâu thì mọi người lên đơn cho em mã nâu giùm em. Rồi nâu kèm ký giùm em nha. Bộ này là nâu và bộ này là màu xanh đó chị. Đấy, nâu và xanh. Tình yêu lấy lên đơn 65.000 đồng bộ, lên cho em mã nâu và xanh giùm em nhân viên lên đơn chị. Rồi tiếp tục cho chị bộ kiểu nè. Lên cho mấy chị bộ kiểu bé gái nha. Rồi bộ kiểu bé gái mấy chị. Doraemon 8 chị Nguyễn Linh. Doraemon 20 chị Nguyễn Thúy. Rồi lên cho em mã bộ kiểu này sale mấy chị. Bộ này 91.000 đi hả. Mọi người chốt đơn cho em mã bộ kiểu kèm cái bé. Rồi bộ kiểu và kèm giúp em là cái bé, số điện thoại giùm em nè. Rất là đẹp luôn mấy chị, vải đuổi nè. Trời ơi dễ thương quá mọi người ơi. Bộ kiểu nha tình yêu. Xanh em còn xa từ 7 kg cho đến 11 kg. Rồi anh lấy bộ kiểu chốt đơn cho em mã bộ kiểu kèm cái bé. Rồi bộ kiểu và kèm giúp em là thứ của bé và số điện thoại giùm em chốt đơn chị. Size dành cho bé là từ 18 kg nè cho đến là 24 kg mang vừa.
55kg mà em vừa mới chị bộ kiểu mọi người chốt đơn nha, mã bộ kiểu nha, 91.000 bộ. Đấy, bộ kiểu màu đẹp lắm mọi người ơi. Bộ kiểu 20 chị Kim Thúy. Rồi, bộ kiểu giùm em mọi người ơi, quần nha mọi người. Bộ này quần nha. Đó, vải đuổi xịn nha mọi người, rất là đẹp luôn. Mọi người lên đơn cho em mã bộ kiểu kèm cái bé nha. Bộ kiểu và kèm hỏi em đó là kiểu của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho chị bộ kiểu nè. 91.000 đồng một bộ và mẫu này size từ 17 cho đến là 20. 24kg mang vừa giúp em, lên đơn cho em mã bộ kiểu kèm cái bé nhắn nơ rồi may đẹp lắm mọi người ơi. Đó, hàng bộ kiểu nha. Rồi thăm em cho em mã bộ kiểu kèm ký giùm em luôn, nhân viên lên đơn bộ kiểu giùm em nha mọi người. Rồi cho chị cái xếp quần chip đi em ơi. Rồi quần chip giùm em nha mọi người nha. Chị nào lấy chip mọi người lên đơn cho em mã là 3 cái, 6 cái, 9 cái, lấy thêm chị mới có mấy cái dây đi. Rồi chip giùm em mọi người ơi, bên em có size dành cho mấy chị là từ 7kg cho đến là 20 mấy nè. Bộ kiểu 17 và 24 chị Liên Trinh. Coi giùm em size 150 bao nhiêu ký vậy Nhân ơi? 150, 1952. Rồi mẫu này em còn size cho mấy chị là từ 7kg cho đến 23, khoảng 22-23kg mang vừa. Mọi người lên đơn cho em mã đó là 3 cái, 6 cái hoặc 9 cái, nhân viên chốt đơn mấy chị quần chip nha. Rồi quần chip giùm em mọi người ơi, em bán từ combo là 3 cái và giá sẽ là 17.000 đồng một cái nha. 17.000 đồng một cái giùm em. Đây, combo của nó sẽ là 3 cái một set cho em như thế này. Họ đóng sẵn cho mình một set là 3 cái đủ màu nha mọi người. 3 cái đủ màu 17.000 đồng một cái. Rồi ai lấy lên đơn cho em mã là 3 cái, 6 cái hoặc là 9 cái, nhân viên chốt đơn cho mình mã quần chip. Rồi chip 3 cái, 6 cái hoặc là 9 cái, nhân viên lên đơn nha. 17.000 một cái nha mọi người ơi. Rồi 17.000 đồng một cái nha. Chị nào lấy lên đơn tiếp tục cho em bộ màu hồng đậm dành cho bé gái xuất hàng giùm em nè. 8 cho đến 15kg màu ok và giá là 59.000 đồng, lên cho em mã đó là hồng đậm. Rồi màu hồng đậm nha. Ai lấy hồng đậm mọi người lên đơn cho em mã hồng đậm kèm ký. Rồi quần chip thì mọi người cứ comment cho em mã chip và kèm cho em đó là 3 cái, 6 cái, 9 cái, nhân viên chốt đơn đó chị. Chị nào lấy 6 cái là 2 tiết và ai lấy 9 cái là 3 tiết cho em như thế này. Rồi mã màu hồng đậm đó chị. Hồng đậm giùm em có size dành cho mấy chị là từ 8 cho đến 15kg mang vừa và giá là 59.000 đồng, lên đơn cho em mã màu hồng đậm. Rồi ai lấy hồng đậm lên đơn cho em mã màu hồng đậm kèm ký nha. Quần chiếc chị Vi Kho, Vi Kho. Rồi hồng đậm giùm em, tình yêu nào lấy lên đơn cho em mã màu hồng đậm kèm ký bí và số hội em, nhân viên lên đơn cho chị màu hồng đậm, chị cho chị bộ rút dây đi em ơi. Rồi hồng đậm nha, tình yêu lấy chút đơn cho mã màu hồng đậm từ 8 cho đến 15kg với chị và giá là 59.000 đồng. 59.000 lên đơn cho em mã màu hồng đậm kèm ký bé chị. Hồng đậm và kèm giúp em đó là ký của bé và hồng đậm 12 chị Ngọc Lan. Rồi ok chị Ngọc Lan nè. Thân bơ còn mấy bộ nè. Hồng đậm giùm em nha, chị lấy hồng đậm lên mã hồng đậm kèm ký bé. Rồi bộ này là lên cho em mã rút rút vàng. Tình yêu lấy chút đô cho em mã rút vàng kèm ký. Riêng cái bộ này lưu ý giùm em, nếu mà chị nào muốn mặc ôm thì mọi người đừng trừ hao. Hồng đậm 15 chị Vi Kho, Vi Kho. Vì nếu mà chị trừ hao cái ký bé là cái áo nó sẽ rộng kèm theo cái quần nó sẽ không có ôm á mọi người. Mọi người nếu mà chị nào muốn mặc ôm thì mọi người có thể là lùi lại số ký. Ví dụ bé mình hiện tại 20kg thì mọi người nếu muốn mặc ôm mọi người báo giùm em là tầm khoảng 18-17kg thôi. Còn chị nào muốn mặc vừa, nghĩa là mặc thoải mái thì mọi người báo giùm em là 20kg, mà chị nào mà muốn rộng thì mới báo lên. Chứ nếu mà mấy chị báo lên ký là cái quần nó sẽ rộng theo, là cái quần nó sẽ mặc không ôm mọi người. Vì đúng ra cái mẫu này nếu mấy chị mà muốn mặc ôm là cái quần á là nó sẽ ôm nha. Đó là cái mẫu này nếu mà mấy chị báo nhỏ ký lại là nó sẽ ôm, rồi mặc ôm nó mới đẹp. Đó nhưng mà thật sự là bên em không có dám gửi nó bị ôm quá, sợ nhiều chị mất công là mấy chị lại có nhiều chị lại không thích mặc ôm là không có được. Nên thành ra là em khuyên mấy chị nếu bộ này chị nào muốn mặc ôm thì hiện tại bé 20kg thì mấy chị báo chừng 17-18kg thôi để cho nó mặc ôm cái áo và ôm cái quần luôn. Vì cái này không có sợ nó chật, mấy chị mà mặc ôm nó mới đẹp nha. Đấy, mặc ôm nó mới đẹp. Còn chị nào muốn rộng thì mọi người cứ báo lên và em nói trước, nếu mà muốn rộng á thì cái áo nó rộng thì kèm theo cái quần nó sẽ rộng theo. Đấy, vì cái bộ nó nhít size áo thì dĩ nhiên là cái size quần nó cũng nhít lên theo mọi người. Thành ra có thể mọi người về mọi người đã trừ hao rồi thì dĩ nhiên cái áo nó không ôm và cái quần nó cũng không ôm luôn. Đó, nó sẽ kèm theo một bộ như vậy nha mọi người nha. Rồi lên trên mã rút vàng kèm ký và số thoại. Còn chị nào bé ở nhà mình mà thích mặc ôm thì mọi người giảm ký lại giùm em. Để rút cho vàng 17 chị Kim Nguyễn. Rồi ok này. Rút vàng 20 chị Kim Thúy. Rồi ok này. Mẫu này tầm 22-23kg đổ lại là giá sẽ là 82.000 đồng. Và từ 24kg cho đến là 40kg mang vừa giúp em thì giá sẽ là 92.000 đồng nha. Rút vàng 14 chị Phạm Ngọc. 40kg là lớn nhất giùm em nha. Lên cho em mã rút kèm màu. Chị nào muốn mặc ôm nhỏ ký lại giùm em, muốn bọn vừa báo đúng ký. Và chị nào muốn rộng thì dĩ nhiên là em gửi cho mấy chị là nó bị rộng rồi nha.
Rồi ai mà muốn mặc ôm vì cái mẫu này đúng ra là phải mặc ôm. Nhưng mà bên em không có dám gọi ôm mấy chị, bên em vẫn báo, vẫn bán thoải mái cho mọi người. Nếu mọi người báo đúng ký là sẽ thoải mái nha. Rồi lên cho em mẫu này là rút kèm màu giùm em nha mọi người. Rút kèm màu giùm em. Rút màu 15 chị Nguyễn Hiền. Rồi ok nè. Rồi cho chị màu kia luôn đi em ơi, còn mấy bộ lên luôn đi em. Rồi comment cho em ạ, rút kèm màu nha mọi người. Rút vàng giùm em, lên đơn cho em ạ, rút vàng kèm ký nha. Rút vàng 10 và 35 chị Ngọc Lành. Rồi ok chị Ngọc Lành nè. Rồi lên cho em ạ, rút kèm màu giùm em nha. Lớn nhất là size từ 35 đến 40 kg là lấy cái size lớn nhất. Cũng không, nhỏ là một size cũng được. Nhỏ là một size cho chị đi. 35 kg lấy nhỏ là một size cho nó bận ôm xíu cho đẹp. Rồi ok này, lên cho em ạ, rút kèm màu với chị, rút vàng kèm ký với số thoại men chút đơn. Rút vàng 12 chị Trần Phượng. Rồi ok, cảm ơn chị Trần Phượng nè. Rồi màu hồng em còn có 2-3 bộ thôi mọi người, lên đơn cho em ạ, rút hồng kèm ký nhé. Màu hồng em sắp hết rồi mọi người ơi, còn có 2-3 bộ thôi mọi người, lên đơn cho em ạ, rút hồng kèm cái bé luôn giùm em. Đấy, rút hồng và kèm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại, nên là có rất là nhiều chị trừ hao ký, sau đó là ủ nón sao mà nó không ôm là do mấy chị trừ hao thì bộ rút nhỏ nhất là 7-8 ký nha chị ơi, mang rộng nên nó không có ôm á mọi người, nên mọi người nếu mà chị nào muốn mà ôm thì giảm ký lại mấy chị, giảm ký lại nó sẽ ôm thôi nha, mình lấy nhỏ số lại nó sẽ tự động nó ôm theo thôi. Rồi lên cho em ạ, rút hồng kèm cái bé này, hồng con sai rút vàng 16 chị Chi Nguyên. Rồi mẫu này em cũng còn vài vụ nè, lên cho em ạ, rút hồng vàng 10 ký chị Nguyễn Linh. Rút hồng kèm cái bé nha mọi người nha. Rút hồng kèm cái bé với số thoại em chút đơn. Rồi size từ 7 ký cho đến 23 ký đó chị. Giá sẽ là 82.000 đồng. Từ 26 chị Linh Đê Hồng Thu. 40 ký lớn nhất giùm em là giá là 92.000 đồng lên cho em ạ, rút kèm màu. Rồi còn số 1 luôn. Rút hồng 8 chị Nguyễn Linh. Rồi ok chị Nguyễn Linh nè. Nên là chị nào thích mặc ôm mọi người giảm ký lại nha, cho nó ôm xíu nha mọi người. Cái này có tông không sợ chật mà chủ yếu là nó ôm nó đẹp thôi. Nó ôm mà nó đẹp đó chị. Rồi lên cho em ạ, rút kèm màu. Có màu vàng, màu hồng và màu xanh bô. Đưa chị màu xanh bô luôn em ơi. Rồi rút vàng, rút hồng kèm cho em là ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên rút đơn cho mình bộ rút kèm màu nha. Hồng với lại xanh bô thì em còn hết rồi, đa số là còn màu vàng là nhiều. Rồi ai lấy lên đơn cho em ạ, xanh bô. Rồi lên dạ mình thích màu nào thì mình hẳn đặt nha các chị. Lên cho em mẫu này là xanh bơ mấy chị. Ai lấy xanh bơ lên cho em ạ, xanh bơ kèm ký luôn giùm em. Xanh bơ còn có vài bộ à. Rút vào 12 chị Giang Thị Ngô. Rồi ok cảm ơn chị nè. Rồi màu xanh bơ giùm em, tình yêu lấy lên đơn cho em ạ, màu là xanh bơ kèm ký giùm em luôn. 20 xô đây lấy số 6 thôi. Ồ ok số 6, số 7 là ok. Xanh bơ 20 chị Kim Thúy. Rồi ok Kim Thúy nè. Chị nào không nghe đọc tên là hết hàng rồi nha các chị ơi. Xanh bơ này hiện tại là còn số 5 hả em? Rồi xanh bơ này hiện tại em còn size cho mấy chị là từ khoảng là 15 cho đến là 19 kg, với lại size từ 24, 23 cho đến 26 kg mấy chị. Rồi xanh bơ này hiện tại em chỉ còn size là 15 cho đến 19 kg, và size cho mấy chị là từ 23 đến 26 kg là màu xanh bơ. Cái này là em trừ hàng, em không có trừ hàng, giảm ký lại cho mấy chị mặc ôm nha. Đấy, chứ đỡ là rộng quá mấy chị tự ý trừ heo là về rộng là nó mặc nó không có ôm là nó không đẹp mấy chị. Nhá, mẫu này đúng rồi phải mặc ôm. Rồi lên cho em mẫu này là xanh bơ, hiện tại còn size là 15 cho đến 19 kg và 23 cho đến 26 kg mấy chị. Rồi màu hồng giùm em luôn. Rút màu hồng còn size như thế nào nè em ơi? Số 4, số 5, số 7, số 8, số 13. Rồi gỡ cái màu hồng ra, cột cái dây lại như thế này cho chị đi em ơi. Rồi lên cho em mã rút hồng, rút hồng kèm ký về số điện thoại, em cũng còn size số 4, số 5. Rồi là size từ 15 kg cho đến 19 kg mang vừa mấy chị. Và size từ 23 đến 26 kg mang vừa. Lên cho em mã rút hồng kèm ký và màu vàng luôn giùm em nha, em qua mẫu nha. 26 kg size số 8 ok. 26 kg hả em? 26 kg lấy cho chị size số 8 là ok mà sao hai nó không có ha? Size số 8 là lên cho mấy chị là 23 đến 26 kg. Cái này 28. Hả? Cái này 28. 28 thì không có. 26 kg, 23 đến 26 kg. Rồi lên cho em mã rút vàng. Comment cho em. Xanh 15 kg chị Lê Linh. Chị Trúc Thảo gọi điện không nghe máy nha chị. Tên là Trúc Thảo ơi. Rồi ok nè, em qua mẫu nha. Rồi qua mẫu tiếp theo đi em ơi. Rồi màu hồng này đưa rồi, cái bộ nào chưa bán được thì bỏ ở đây nè, tí nữa chị lên lại. Vàng 26. Vàng 26 chị Anh Nguyên. Vàng 26 kg lên size số 8 với chị đó. Rồi ok, em qua mẫu nha.
Rồi ok nè. Rồi em quay cho mình mã màu hồng đậm á chị. Giờ lấy màu hồng đậm lên đô cho em. Mã màu hồng đậm nè, size nhí nè, size đại nè. Rồi ok nè, lên cho mấy chị bộ này màu hồng đậm nha. Từ 8 cho đến 15kg là 59.000. Và 16 cho đến 20kg là giá 69.000. Mấy chị bộ xuất hàng màu hồng đậm. Rồi ai lấy hồng đậm lên đô cho em. Mã màu hồng đậm kèm ký và số điện thoại em chút đô. Mấy chị màu hồng đậm mấy chị. Rồi hồng đậm giùm em nha. Chị lấy lên đơn chị mã màu hồng đậm là bộ xuất hàng. Mấy chị cố gắng là lựa đơn giùm em là từ 2 cái trở lên nghe đặt tên thì ngày mai có nhân viên gọi chốt đơn cho mình nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Lúc em còn có vài bộ lỉ size thôi. Chị nào 10 ký thì bên em mới chốt được. Đa số bây giờ là còn màu vàng mấy chị. Màu xanh với lại màu hồng thì em còn có 1-2 bộ thôi nha. 1-2 bộ là lỉ size. Chị nào vừa thì nhân viên đặt tên chốt đơn. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Chị nào mà gọi điện chốt đơn nghe máy là không chốt lại nha mấy chị. Một điện chốt đơn nghe máy rồi em chốt đơn lại nha. Rồi lên cho mấy chị bộ này bộ xuất hàng công chúa. Comment cho mẹ công chúa cho em có size là từ 8 cho đến 15kg là 59.000. 16 đến 20kg là giá 69.000. Mấy chị lên cho em mẹ bộ xuất hàng công chúa. Rồi ai lấy công chúa lên cho em mẹ màu công chúa kiềm ký nha. Lên lấy chị bộ thể thao em ơi. Comment cho em mẹ công chúa cho em mấy chị. 8 cho đến 15kg là 59.000 và 16 20kg là giá 69.000. Lên cho em mẹ công chúa. Rồi ai lấy công chúa lên cho em mẹ công chúa kiềm ký bé nha. Công chúa và kìm hộ em đó là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ công chúa nè. Em có size cho chị là từ 8 cho đến 15kg là 59.000. 16 20kg là giá 69.000 nha công chúa yêu xa. Rồi công chúa yêu xa giùm em. Tình yêu nào lấy lỉ size cũng được em ơi, đem hết xuống đây cho chị. Rồi công chúa yêu xa nha, chị nào lấy lên đơn cho em ạ, công chúa kim ký bé nha mọi người. Rồi công chúa và kìm hộ em là ký bé giùm em nhân viên lên đơn. Tiếp tục cho chị là hình công chúa 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi ok nè. Bộ này là hình con khủng long dành cho bé trai. Công chúa 17 chị Úc Thảo. Rồi ok nè. Khủng long mấy chị, khủng long là hình dành cho bé trai lên đơn cho em ạ, khủng long. Rồi ai lấy khủng long chốt đơn cho em ạ, khủng long kèm ký bé nhé. Có size là từ 8 cho đến 15kg mấy chị, 59.000. Rồi 8 cho đến 15kg là 59.000. Lên cho em ạ, khủng long. Rồi khủng long kiềm ký của bé giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ khủng long này. 8 cho đến 15kg em còn vài bộ 59.000 một bộ. Rồi 59.000 đồng đưa đây luôn cho chị em ơi. Màu cô ba chút em ơi. Bỏ hết lên ghế chị nè. Rồi lên cho mấy chị bộ thể thao cô ba nha. Thể thao này em còn ít thôi mấy chị. Mẫu này em đang về thêm nha. Bữa nay cũng sắp hết hàng rồi. Chung là hôm nay là nhà em là nó còn lỉ sai. Rồi em lôi nhanh những cái mẫu ri ra bỏ hết vào đây chị. Em chị lên một lần luôn xong đó là chị nào mua được cái nào mua rồi chị tính lại. Rồi mẫu này cô ba mấy chị. Size dành cho bé là từ 40 cho đến là 77kg mà ok. Bộ ba lỗ màu cô ba thể thao. Khủng 54 chị Linh Hằng. Lên cho em cô ba. Rồi ai lấy cô ba mình lên cho em mã là cô ba kèm ký bé xuống thoại em chút đôi mấy chị bộ thể thao cô ba nha. 40 đến 77kg mang vừa em còn có vài bộ. Rồi ai lấy lên đơn cho em ạ, cô ban kìm cái bé nha mọi người. Rồi cô ban và kìm hỏi em đó là cưới của bé, số điện thoại em chút đơn với chị bộ thể thao cô ban. Từ 40kg cho đến 77kg là 55 chị Nguyễn Trinh. Rồi 40 cho đến 77kg là ok dùm em nha. Giá sẽ là 120.000 đồng một bộ. Lên đơn cho em ạ, cô ban kìm ký 40 cho đến 77kg nha. Em còn có vài bộ lỉ size nha. Hôm nay chủ yếu là em lo hàng lỉ size là chủ yếu nha mọi người. Lên cho em ạ, đừng lấy bộ cao cấp bé cho nha em. Còn tất cả những cái mẫu kia thì em cứ lôi ra cho chị. Rồi qua mẫu tiếp theo này, lên cho mấy chị một cái bộ đồ thiết kế dành cho bé gái, mã cho em là mã đuổi hồng. Rồi chị lấy đuổi hồng lên mã đuổi hồng, size từ 6kg cho đến 15kg mà ok. Comment cho mã đuổi hồng 69.000 bộ. Rồi đuổi hồng này bộ thiết kế cho em này 69.000 đồng một bộ nha. Chị lấy lên đơn cho mã đuổi hồng, size từ 6kg cho đến là 15-16kg mang vừa. 6 cho đến 16kg mang vừa, giá là 69. Rồi lên cho em mã bộ là đuổi hồng nha. Đuổi hồng kèm cái bé nha. Mà chị nào lấy khủng long thì lên đơn cho mã khủng long. Ai lấy khủng long thì mọi người comment cho mã khủng long giùm em. 8 cho đến 15kg 59.000 mã khủng long nè. Rồi tiếp tục. Nay nè em còn vài bộ size số 1 với size số 4 hả. Nay nè em còn 2-3 bộ size 1 và size 4 nè. Size 1 là tầm khoảng là 10-11kg và size 4 là tầm khoảng là 15-16kg mang vừa. Lên cho em mã nai xám. Rồi comment cho em mã nai xám kèm cái bé nhé. Từ em còn size, em còn có size 1 và size 4 thôi mọi người. Size là tầm khoảng 10-11kg và size tầm khoảng là 15-16kg mang vừa. Và giá bộ này là 89.000 đồng bộ. Mọi người lên đơn cho em mã nai xám. Đuổi hồng 16 chị Hồ Sao Mai. Nai xám giùm em nha.
Rồi comment cho em mã là nai xám và kèm cho em là quý cô bé và số điện thoại em chốt đơn. Chị bộ nai màu xám chị em còn size số 1 và size số 4 thôi. Size dành cho bé là tầm 10-11kg và size là 15-16kg mang vừa lên cho em mã nai xám. Xám 16 chị Hiền Phan. Tiếp tục cho chị bộ này là cam. Comment cho em mã Buma cam. Rồi Buma cam này tương tự em còn size 10-11kg nè, 13-14kg nè, 10-11, 13-14, 18-19kg mấy chị, 18-19kg nè. Rồi size số 2. Rồi ok, mẫu này em còn size cho mấy chị là từ 10-18kg mà ok. Còn vài bộ để size này mọi người lên cho em mã cam nha. Cam kèm ký và số điện thoại em chút đơn chị bộ màu cam nha. Chị lấy cam lên cam 11 chị Thoa Kim. Rồi comment cho em mã cam kèm ký và số điện thoại em chút đơn chị bộ Buma màu cam nha. Tình yêu lấy cam lên mã cam mấy chị. Rồi cam kèm ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên em lên đơn. Rồi mẫu này em còn size cho chị là 36 cho đến là 39kg mang vừa là giá 99.000. Rồi em có cả size đại cam này, em còn một còn hai bộ size đại. Size số 12 là từ 36 cho đến 39kg mà ok, giá 99.000 lên cho mã cam. Rồi cam này em báo lại size một lần nữa rồi em qua mẫu nha. Em còn size là 10 cho đến là 18kg, còn vài bộ lẻ size. Cam 18 chị Nguyễn Thúy. Giá sẽ là cam 18 chị Nhiên Hảo Hoàng. 36 cho đến 39kg là giá 99.000 một bộ nha. Còn lẻ size vài bộ thôi chị, hôm nay đa số là hàng nó không vừa kịp nữa, thành ra em chỉ là hàng lẻ size thôi nha mọi người. Không có không còn cam 14 chị Linh Hằng. Rồi ok nè, màu xanh xanh dạ nè mấy chị, lên cho em mã xanh dạ 19-20kg. Còn một bộ cuối cùng giá là 89.000 đồng màu xanh dạ. Comment cho em mã xanh dạ kèm ký còn bộ luôn, lên cho em mã xanh dạ. Rồi xanh dạ kèm ký luôn giùm em nha mọi người ơi. Rồi bộ này nai vàng size tử 40-77kg ok, giá 120 lên cho em mã nai vàng. Rồi nai vàng kèm ký và số điện thoại em chút đối chị bộ nai màu vàng nha. Size dành cho bé là từ 40-77kg ok và giá 120. Rồi nai vàng ba lỗ sát nách giùm em, vải mát lắm mọi người ơi, còn vài bộ thôi. Mẫu này em về rất là nhiều nhưng mà em like hết hàng rồi, lên cho em mã nai vàng. Nai vàng còn size từ 40-77kg ok và giá là chị Nguyễn Thúy 120 lên cho em mã nai vàng. Rồi tương tự cho mấy chị bộ này màu xám này, xám này em còn size là rồi Buma màu xám này em còn size cho mấy chị là từ 20. Rồi xám này em có size 24 cho đến 27kg mang vừa và size từ 36 cho đến 39kg. Mấy chị comment cho mẹ Buma xám, lên cho mẹ Buma xám giùm em nha. Em còn 3 bộ, còn có 2 size cuối cùng là size cho mấy chị là từ 24 cho đến 27kg và size từ 36 cho đến 39kg mà ok, lên cho em mã là Buma xám cho em, nhân viên chốt đơn. Size đại giá 99.000. Rồi size đại giá 99.000 đồng một bộ, lên cho em mã Buma xám. Rồi tình yêu lấy chốt đơn cho em mã Buma xám kèm ký nha. Buma xám kèm ký cho em, nhân viên em lên đơn với chị. Rồi lên cho em bộ ngố bé gái đi. Ngố bé gái nha mọi người, có chị nào đang hóng ngố bé gái không? Có chị nào đang hóng ngố bé gái không mọi người? Rồi mẫu này mấy chị lên cho em mã gấu vàng, size dành cho bé là từ 11 cho đến 22kg mang vừa. Comment cho em mã gấu vàng giùm em, nhân viên chốt đơn 89.000 đồng một bộ. Bộ ngố bé gái giùm em mã là gấu vàng. Rồi bộ ngố bé gái giùm em nha, mã sẽ là gấu vàng giùm em mọi người, lên đơn cho em mã là gấu vàng kèm ký bé. Comment cho em mã là gấu vàng kèm ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên chốt đơn cho chị bộ gấu màu vàng size từ 11 đến 21kg, giá là 89.000 đồng, lên cho em mã gấu vàng kìm ký luôn giùm em. Gấu vàng kìm ký giùm em, nhân viên lên đơn nha. Rồi mẫu này còn vài bộ này sale luôn 59.000 một bộ, lên cho em mã chuột nâu. Chuột nâu này size từ 6 cho đến 10kg ok, giá là 59.000 đồng, comment cho em mã chuột nâu nha. Rồi chuột nâu giùm em luôn mọi người ơi, chuột nâu kìm ký luôn giùm em, nhân viên chốt đơn. Mấy chị bộ chuột nâu trai gái đều mà ok nè, 59.000. Gấu vàng 20 chị Tốt nha. Có về 12 chị Khương Trần, có về 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi 6 cho đến 10 kg mấy chị, 59.000 đồng lên cho em mã chuột nâu. Rồi chuột nâu kèm ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn nha. Chuột nâu 6 chị Trang Nguyễn. Rồi mẫu này em còn vài bộ, size dành cho bé là từ 2 thể thao vàng. Mọi người comment cho em mẫu này là thể thao vàng, size từ 24 cho đến là 39kg mang vừa giá 99.000 bộ. Rồi lên đơn cho em ạ, thể thao vàng giùm em nha. Hàng này cực đẹp mấy chị, nói chung là hàng này em bán quá nhiều rồi, còn vài bộ để size hôm nay là hàng về mà hàng mới về bay không có kịp mọi người. Chắc là hôm sau thì em sẽ có hàng mới em like nha.
Nhưng mà lô mới thì lô có tay. Sắp tới là em sẽ like, like sau sẽ like hôm nay. Hàng mới và em kịp nha. Ba quần chiếc chị Ngọc Thư. Lên cho em mã thể thao vàng 99.000, sao từ 24 cho đến là 30kg mang vừa. Comment cho em mã thể thao vàng kìm tí bé. Rồi thể thao vàng kìm tí luôn giùm em nhân viên chốt đơn nha. Gấu hồng em có hồng đậm và hồng nhạt, cái chị lấy hồng nào ạ? Rồi ok nè, sọc vàng sọc hồng đi em ơi. Rồi mẫu này chuột hồng á chị, mọi người lên đơn cho em mẫu này cho chị sọc vàng và sọc hồng đi em ơi. Rồi lên cho em mẫu này chuột hồng, tình yêu lấy chút đơn cho em mã chuột hồng kèm truy bé, size dành cho bé là từ 12 đến 22kg mang vừa, giá 89.000 đồng lên cho em mã chuột hồng. Rồi chuột hồng kèm ký số thoại em chút đơn nha. Bộ ngố giùm em, lên cho em mã chuột hồng. Comment cho em mã là chuột hồng kèm ký của bé và số thoại giùm em chút đơn với chị. Hồng nhạt hết 20kg rồi nha chị. Rồi lên cho em mẫu này là chuột hồng giùm em nhân viên chút đơn. Từ 12 đến 22kg mang vừa và giá là 89.000 đồng bộ, lên cho em mã chuột hồng. Rồi bộ này là sọc hồng nha mọi người, cái quần của nó quần sọc nha. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã sọc hồng kèm ký. Rồi 22kg đổ lại là giá là 95.000 đồng, 23 cho đến 34kg là giá 105 và từ 35kg trở lên là giá 125.000 đồng. Lên chia mã chuột hồng 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi ok nè. Chuột hồng 20 chị Tốt Nhanh. Rồi ok này, sọc hồng nha mọi người. Rồi ok, rồi lấy cho chị cái sọc vàng luôn đi em ơi, lấy chị bộ mẫu luôn đi em. Để đó không cần chia nữa đâu em. Rồi lên cho em mẫu này là chuột vàng chuột hồng nha. Chị lấy chuột hồng lên lại chuột hồng kèm ký. Chuột hồng kèm ký này 18kg lấy xe 7 thôi nha, giảm lại. Rồi bộ này là con chuột mấy chị, lên cho em mã chuột kèm ký này. Chuột kèm ký của bé và số thoại dùm em nhân viên lên đơn. Sọc hồng 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi ok chị nè. Rồi mẫu này em còn vài bộ. Rồi lên cho em hình con chuột giùm em, chị nói chuột màu nào comment cho em mã chuột kèm màu giúp em á chị. Cố gắng là chị nào đạt được đơn một cái hoặc là like đặt thêm giúp em một cái nữa nha. Đơn từ hai cái trở lên giùm em ngày mai có nhân viên gọi chút đơn nha. Đơn từ hai cái trở lên ngày mai có nhân viên gọi điện chút đơn cho mình nha. Rồi mẫu này là con thỏ màu vàng, mọi người lên đơn cho em ạ, thỏ vàng kèm ký nè. Thỏ vàng có size từ 25 cho đến 34kg là giá 99.000 đồng và từ 35 cho đến 45kg là giá 120. Lên cho em ạ, thỏ vàng mấy chị bộ ngố dành cho bé gái nhé. Rồi bộ ngố dành cho bé gái giùm em, tình yêu lấy lên đơn cho em ạ, thỏ kèm màu. Rồi thỏ kèm màu hộ em mọi người ơi, thỏ vàng. Rồi ai lấy thỏ vàng mọi người lên đơn cho em ạ, là thỏ vàng kèm ký giùm em luôn. Thỏ vàng kèm cho em là ký của bé và số thoại em chút đơn chị. Thỏ vàng nha, đây em lên song song cùng rất nhiều mẫu, chị nào lấy cái nào thì lấy nhé. Rồi bộ này là bộ con chuột màu hồng, bộ này là sọc màu vàng với chị, và sau lưng em là mã sọc hồng. Ai lấy lên đơn cho em mã sọc kèm màu nha. Rồi sọc kèm màu giúp em với chị, sọc này là size dành cho bé là từ 12 đến 22 kg, em còn lẻ size thôi mọi người, vì mấy mẫu này em đã like hết rồi đó, hôm nay em like lại thôi nhé, còn lẻ size thôi, chị nào vừa cái nào chốt cái đó nhé. Rồi lên cho em mã sọc vàng hoặc là sọc hồng giùm em nhân viên chút đơn, 22kg đổ lại là giá là 95.000 đồng cho chị bộ con mực đi em. Rồi 23 cho đến 34kg là giá 105 và từ 35kg trở lên. Bộ này mẹ bé nhưng mà em cũng còn lẻ size thôi, còn vài bộ thôi mấy chị. Ba quần chip 10 tới chị Ngọc Thư. Ok nè. Rồi ai lấy lên đơn cho em mã sọc kèm màu nha. Sọc kèm màu không còn đâu, để cứ để lên đây cho chị đi, em không cần mở ra đâu, còn 2-3 bộ mà mở gì. Còn mực có 3 nữa chị. Rồi mẫu này em còn xa 22kg đổ lại, con mực màu rêu mọi người lên đây. Chị nào thắc mắc về đơn hàng, inbox Zalo giải quyết đơn hàng giùm em nha chị. Zalo giùm em nha. Mẫu này sọc vàng 20 chị Tốt Nhanh. Rồi mẫu này con mực màu rêu với chị. Sọc vàng 12 chị Ban Mai. Rồi ok nè. Mực rêu này em có. Sọc vàng 15 chị Bích Phương. 16 cho đến 22kg mà ok, mọi người comment cho em mã mực màu rêu với chị. Mực rêu kèm ký và số điện thoại em chút đơn chị, con mực màu rêu nha. Lên cho em mã mực rêu. Size từ 16 đến 22kg giá là 89.000 đồng bộ. Comment cho em mã mực rêu kèm ký và số điện thoại giùm em lên đâu cho chị một con mực màu rêu với chị. Một con mực màu rêu.
Sọc hồng 16 chị Mỹ Ngọc Trần. Rồi ok, chị Mỹ Ngọc Trần này. Con mực màu rêu nha mọi người nha, bộ của bé trai dùm em xuống hộp 2 bên rất là xịn sò. Size dành cho bé là từ 16 đến 22 kg, giá 89 ngàn. Mọi người lên đơn cho em mã mực rêu kèm cái bé. Rồi bộ này là con chuột màu hồng. Comment cho em mã chuột hồng dùm em nha. Chuột hồng này có size là 12 đến 22 kg, 89 ngàn đồng bộ. Lên mã chuột hồng đó chị. Bộ này là thỏ màu vàng. Comment cho em mã thỏ vàng kèm cái bé dùm em luôn. Size này thỏ vàng này em có size là từ 25kg cho đến là 34kg, giá là 99 ngàn đồng. Và từ 35kg cho đến 45kg là giá 120. Comment cho em mã thỏ, thỏ vàng luôn dùm em. Em lấy bộ ngố làm tới tới chị em ơi. Rồi mẫu này là bộ màu rút màu hồng nha. Bộ này là mã rút dùm em. Rút này em có tổng cộng là 3 màu. Màu vàng, màu hồng với lại là màu màu xanh bơ. Comment cho em mã rút kèm màu. Sọc hồng 12 chị Tài Mộng Khe. Rồi ok nè. Em xin cho chị cái màu đi em à. Mực rêu 21 chị Kim Trang. Rồi ok nè. Rồi ok, rồi lên cho em bộ này là rút kèm màu nha. Rút này em có là màu hồng, màu vàng với lại là màu xanh bơ. Comment cho em mã rút kèm màu nha. 22kg đổ lại là giá là 82.000. Và 23kg cho đến là 30. Thỏ vàng 25 chị Thủy Diễm. Rồi ok Thủy Diễm đi. Cái bộ rút của chị đâu mất đi rồi. Em lấy của chị rồi bỏ các cái bộ rút khác lên đây cho chị. Rồi rút kèm màu giùm em nha. Comment cho em mã rút kèm màu em có là màu hồng, màu vàng và màu xanh bơ. Lên chi mã rút kèm màu mấy chị. Size 22kg đổ lại là giá 82.000 đồng. Và từ 23 đến 30, đến 40kg là giá là 92.000. Lên chi mã rút kèm màu. Rồi rút kèm màu nha mọi người. Riêng cái bộ này mấy chị đừng trừ hao cái bé nha. Giảm cưới xuống giùm em để cho bé mặc ôm nha. Mặc ôm cho nó đẹp nha mọi người. Rồi ai lấy lên đâu. Rồi rút kèm màu giùm em. Rồi tiếp tục nè. Em không có còn gỡ mà em chỉ còn lấy. Em để lên ghế rồi em để gần đây cho chị. Em không còn gỡ đây đâu nha. Gỡ ra chị cũng không biết cái size nào đâu. Cái size đó size mấy gì. Siêu với chị 59.000 đồng. Size từ 7 cho đến là 10. Từ 7kg cho đến 13kg là ok. 59.000 nha. Siêu với chị 59.000 bộ này đi. Rồi lên cho em mã đó là tím giùm em mọi người. Comment cho em mã tím. Rồi tím kèm ký số thoại em nhân viên chốt đơn mình bộ tím nha. 59.000 đồng đó chị. 59.000 đồng tình yêu lấy lên đơn cho em mã tím kèm ký giùm em nhân viên lên đơn nha. Tím giùm em mọi người ơi, bộ tím nha. Size dành cho bé là từ 6kg cho đến là 13kg mà ok. Rồi từ 6 cho đến 13kg là bé nhà mình mà ok mấy chị bộ tím nha. 59.000 đồng. Comment cho mã tím kèm ký. Tím kèm ký em bỏ ghế chị, em không có còn gỡ nhớ đây em. Bỏ này, bỏ. Bỏ cái bụi xanh đây chị, cái size này chị ra được. Tím 12kg chị Khương Trần. Ok nè, bộ gấu này tím 10kg chị An Lê. Ba lũ này bán quán còn hết rồi này. Còn có một bộ size này. Sale mấy chị bộ này 79.000 nha. 79.000 mọi người lên đơn cho em mã ba lũ này. Trời mẫu này khách thích lắm luôn. Mấy chị qua shop là bán gòn hết luôn rồi. Lên cho em mã ba lũ xanh. Rồi sau này dành cho bé tầm 16-17kg mang vừa 79.000 đồng. Lên cho em mã ba lũ xanh mấy chị. Comment cho em mã là ba lũ xanh kèm ký và xuống thoại em chút đâu mấy chị. Bộ này ba lũ xanh đưa chị cái đầm đó luôn em. Ba lỗ xanh giùm em. Rút xanh bơ 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi ba lỗ xanh 79.000 nha. Tình yêu lấy ba lỗ xanh thầm in mã ba lỗ xanh. Cái bộ này khách về shop thích lắm. Bán hết không còn mấy bộ. Rồi ba lỗ xanh kìm ký nha. Chứ còn có còn bộ này nữa. Ba lỗ xanh. Ở trên đây mà. Rồi lên cho em mã ba lỗ xanh kèm cái bé nha. Rồi em quay cho mấy chị cái đầm nè. Đầm này bán cho chị 75.000 đồng lên. Ba lỗ xanh 16 chị Mỹ Ngọc Trần. Comment cho em mã V1 với chị. V1 kèm ký và số điện thoại em chút đâu chị. Đầm này và mã V1 size dành cho bé là từ 11kg cho đến 17kg mang vừa. Comment cho em mã V1. Giá là 75.000 đồng. Ba lỗ xanh 17 chị Út Thảo. Rồi 75.000 mọi người lên đơn cho mã V1 nha. V1 kìm kính xuống hỏi em lên đơn cho anh chị đầm mã V1 nha mọi người. Size từ 11 cho đến là 78kg là ok. Rồi vải rất là đẹp luôn nè. 75.000 đồng cái thôi mọi người ơi. Lên đơn cho mã V1 kìm ký nha. V1 kìm ký luôn giùm em nhân viên chốt đơn với chị đầm mã V1. 75.000 đồng mã V1. Rồi 75.000 đồng mã V1 tiếp tục cho anh chị là một bộ phiểu dành cho bé gái nè. Rồi ngố màu xanh, bộ này lên mạng ngố xanh.
size 6, size 7 thôi em. Rồi bộ này em có size 17 cho đến là 19kg. Mang vừa bộ này, mã ngố xanh dùm em 89.000 bộ. Lên đơn cho em mã ngố xanh mấy chị nha. Ngố xanh 89.000 đồng. Comment em mã ngố xanh. Ngố xanh dùm em luôn. Ngố xanh này vải đẹp lắm chị. Đây số cái bộ này vải đẹp lắm, xuất sắc đẹp luôn. Ngố xanh dùm em nha. Tình yêu lấy ngố xanh lên mã ngố xanh kìm ký bí. Rồi lên 14 chị Phạm Ngọc. Lên tiếp cho chị là bộ kiểu này. Bộ kiểu này 20kg đổ lại mà ok. Mọi người chốt đơn cho em mã bộ kiểu 89.000 đồng một bộ. Rồi bộ kiểu này vùng này. Ui chất của nó siêu đẹp luôn nè. 89.000 đồng nha mọi người nha. Size dành cho bé là từ 8 cho đến 18kg ok. Giá 89.000 lên cho mã bộ kiểu. Rồi chốt đơn cho em mẫu này là mã bộ kiểu giùm em, nhân viên lên đơn nha. Rồi bộ kiểu giùm em nha mọi người ơi, chốt đơn mã bộ kiểu 89.000. Quần này chất liệu rất là đẹp luôn mọi người, chất liệu coi cây phi coi giãn nha. Rồi size từ 8 cho đến 18 cứ ok, giá 89.000 lên mã bộ kiểu. Rồi ai lấy bộ kiểu lên mã bộ kiểu nha em luôn. Bộ kiểu 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Bộ này tôm và cherry mọi người comment cho em là tôm. Kiểu 12 chị Bếp Sang. Rồi tôm giùm em nha. Tôm kìm ký luôn giùm em nha mọi người, cố gắng là chị nào có kiểu 17 chị Kim Cherry. Ở lại like đặt thêm kiểu 12 chị Khương Trần. Tôm giùm em mọi người chút đơn cho em là tôm nè. 8 cho đến 15kg là 59.000. 16 20kg là giá 69.000. Mấy chị lên cho em là tôm. Tôm và cherry nha. Chút đơn cho em là tôm giùm em mọi người. Tôm và cherry nè. Lên cho em là tôm và kiềm ký xuống thoại nha. Chút đơn với chị bộ tôm. Rồi ai lấy tôm lên cho em là tôm giùm em nha. Tôm và cherry. Tôm 18 chị Thúy Nguyễn Kim. Rồi ok này, tôm và cherry giúp em mọi người. Size từ 8 cho đến 15kg là 59.000. 16 20kg là giá 69.000 nha. Bộ xuất hàng tôm và cherry lên cho mẹ tôm. Tôm và kìm cây bé nha. Bộ kiểu 10 chị Ban Mai. NY này sale mấy chị 45. Comment cho em mẹ NY. Rồi NY này em còn size rồi em còn size 14, 15 và 17, 18kg mà ok, 18, 19kg ok. Mấy chị lên cho em mã NY. Xem mấy chị bộ này 45.000 em còn 2 bộ. Lên cho em mã NY 14, 15 và 17 chị Kim Liên đổ. 17, 18kg mang vừa lên cho em mã NY. Mấy chị sale khách 45.000 luôn. Lên cho em mã NY. NY kèm kỹ nha. Rồi đầm này đầm đại nè mấy chị. Đầm đại này sale cho mọi người luôn đi hả. Đầm đại rất là đắt luôn, hàng cực kỳ cao cấp này. Chúc đơn cho em mã đầm đại. Lên cho em mẫu này là đầm đại kiềm ký nha. Rồi đầm xa đại dùm em. Xem mấy chị 92.000 đồng. Để giá NY 17 chị Thúy Diễm. Để giá ngồi ghi lại với lại ghi giá lên cho khách. 92.000 đồng. Lên cho em mã đầm đại xa từ 18 đến 30kg mang vừa. Lên cho em mã đầm đại. Rồi 92.000 đồng. Xem mấy chị đầm đại 92.000 nha. Mọi người chúc đôn cho em mã đầm đại này. Kỳ màu này dễ thương. Đầm đại dùm em nha, size từ 18 cho đến 28, 30kg mang vừa. Lên cho em mã đầm đại, chưa có mở ra coi đi. Lên cho em mã đầm đại nha. Đầm đại kìm ký dùm em, 92.000 cái, chốt đơn mã đầm đại. Rồi lên cho em mã đầm đại cho chị cái bộ màu xanh. Đợi 15 chị Lê Linh. Xanh kia. Rồi đầm đại. Ủa đây đưa đây. Rồi bộ này là màu xanh lạ nè, mọi người chốt đơn cho em mã xanh lạ 60. 65.000 một bộ. Lên cho em mẫu này màu xanh lại giùm em. 65.000 đồng màu xanh lại, size từ 7 cho đến 17kg màu xanh lại giùm em. Mọi người chốt đơn cho em mã xanh lại nha. Xanh lại kèm ký và số điện thoại giùm em lên đơn cho chị màu xanh lại nha. Chị lấy xanh lại lên đơn mã màu xanh lại. Rồi lên cho em mã màu xanh lại kèm ký bé luôn giùm em, nhân viên lên đơn. Chị Ái Ái lên số điện thoại giùm em nha. Rồi gấu mấy chị, bộ này gấu tôm hồng. Tôm 10kg chị Ái Ái. Rồi gấu hồng giùm em nè. Gấu hồng này còn vài bộ nè. 89.000 một bộ, mọi người lên đơn cho em ạ. Gấu hồng phối rất là đẹp luôn mấy chị. Xanh lẹ. Gấu hồng lên đơn cho em ạ, gấu hồng giùm em. Xanh lẹ 17 chị Vê Rê Như. Size từ 10 cho đến 17kg mang vừa. Comment cho em ạ gấu hồng mấy chị 89.000. Rồi lên đơn cho em ạ gấu hồng 10kg cho đến là 17kg mà ok, lên lại gấu hồng. Gấu hồng giùm em nha. Rồi gấu hồng 89.000 đồng. Mẫu này em còn có bộ này, size này dành cho bé là 14-15kg. Rồi comment cho em mẫu này là gấu hồng 17 chị Châu Ngân. Rồi
ơi, bộ đuổi nha, chị lấy bộ đuổi lên mạng. Bộ đuổi này 13-14kg mang vừa. Bộ này 13-14kg ok, mấy chị lên cho em mạng bộ đuổi 75 ngàn đồng bộ đuổi nha. Chị lấy bộ đuổi lên mạng bộ đuổi. Rồi bộ đuổi kèm ký với số thoại dùm em, nhân viên lên đơn cho mình bộ đuổi nha. Bộ này trơn vàng, mẫu này em hết rồi, còn có bộ cuối cùng nè. Trơn màu vàng, size này dành cho bé là tầm khoảng là 12-13kg mà ok, bộ trơn màu vàng. Comment cho em mạng trơn vàng bộ ngố bé gái dùm em. 89 ngàn đồng mạng trơn vàng. Comment cho em mạng trơn vàng kèm ký. Số 27 chị Thúy Nguyễn Kim. Trơn vàng kèm ký luôn dùm em. Bộ này bộ sát lát bé gái nè. Sát lát em cũng còn vài bộ. Rồi ai lấy lên đơn cho em mẫu này là chắc lắm mấy chị. Đây, đây nó tay con cho em như thế này nha. Comment cho em mẫu này chắc lắm đi thôi. Chị lấy bộ chắc lắm, comment mã bộ chắc lắm nè mấy chị. Rồi size này dành cho bé là tầm 20kg đổ lại mang ok. Giá là 79 ngàn đồng mỗi. Trong vàng 12 chị Tài Mộng Khe. Lên cho em mã bộ chắc lắm dùm em, nhân viên lên đơn 79 ngàn đồng một bộ chắc lắm. Tiếp tục đi em ơi, bận với chị hàng đi em. Sát nách dùm em nha, chị lấy sát nách luôn này, sát nách 79 ngàn. Lên cho em mã bộ sát nách kìm ký nha. Rồi bộ này còn 2-3 bộ xem mấy chị, 71 ngàn nha. 71 ngàn lên cho em mã xạ 71k. Xạ 71 ngàn mấy chị. Buồn bộ nó này, rất là đẹp luôn hả. Xạ 71 ngàn size từ 7kg cho đến là 17kg mang vừa. Giá là 71 ngàn đồng, thầm nên mã xạ 71k. Rồi em còn 2-3 bộ thôi nha, chị lấy lên đơn cho em mã xạ 71 ngàn. Xạ 71. Không tàu 12 chị Giang Thị Ngô. Ok, cảm ơn chị nè. Xác lắm 18 chị Thiện Vy. Rồi ok nè. Bộ này lên cho chị là bộ nhện đỏ nha. Chị lấy nhện đỏ chút đơn kia mà nhện đỏ dùm em luôn. Nhện đỏ em có size từ 8 cho đến 15kg ok với chị, giá 59 ngàn. 59 ngàn một bộ. Ai lấy nhện đỏ chút đơn em mà nhện đỏ kèm cái bé nha. Rồi nhện đỏ và kèm hồi em đó là ký của bé. Và số thoại dùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ này nhện đỏ 8 cho đến 71kg chị Mít Kiều. Rồi từ 8 cho đến 15kg là ok, giá là 59 ngàn đồng với chị mà nhện đỏ kèm ký. Rồi chốt đơn cho em mẫu này là mạng nhện đỏ kim ký bí nhé. Bộ sau lưng em là sọc vàng và sọc hồng. Chị lấy sọc màu nào lên cho em, sọc kim màu. Nhện đỏ giùm em mấy chị từ 8 cho đến 15 ký ok. Nhện đỏ 10 chị Ái Ái. 59 ngàn. Chốt đơn em mạng nhện đỏ nhé. Nhện đỏ kim ký của bí giùm em luôn. Rồi nhện đỏ kim ký bí giùm em, để em lên đơn nha. Bộ này khủng long màu rêu này, mọi người lên cho em mạng rêu. Khủng long màu rêu mấy chị, chút đơn mà rêu mà khủng long giùm em nha. Rồi khủng long. Khủng long màu rất là đẹp. 84 chị Thiện Vy. Rồi khủng long, lên kia mã khủng long. Rồi 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn và 16 20 kg là giá 69. Ai lấy lên đơn kia mã khủng long luôn giùm em nha. Khủng long kèm ký. Rồi khủng long kèm ký và số điện thoại giùm em lên đơn cho chị bộ màu khủng long. Rồi khủng long nha mọi người, cố gắng là ghi đập tên chốt đơn từ hai cái để ngày mai nhân viên gọi nha. Khủng long giùm em luôn mọi người ơi, lên đơn kia mã khủng long. Rồi lên đơn kia mã khủng long kìm cây bí nhé. 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn. Khủng long 11 cho bùi thường. 16 20 kg là giá 69. Lên cho em mã khủng long. Rồi khủng long giùm em luôn. Rồi chốt đơn cho em mã khủng long nha. Rồi mẫu sắc hoa này còn vài bộ này sale mấy chị, bộ này 75 ngàn nha. Còn mấy bộ không biết size gì ở đây nữa. Rồi comment cho em mã hoa hồng mấy chị, 75 ngàn. Comment cho em mã hoa hồng dành em luôn sale mấy chị, bộ này 75 ngàn bộ. Khủng long 20 chị Thiên Phú Nguyễn. Rồi sắc hoa rất là đẹp luôn, hàng thiết kế nha. 75 ngàn mọi người lên đơn cho em mã hoa hồng. Hoa hồng kiềm ký số thoại em lên đơn cho chị bộ này nào, hoa hồng nha. Khủng long 17 chị Vê Lan Nhiêu. Rồi hoa hồng cho em mọi người ơi, chúc đơn cho em nào, hoa hồng. Hoa hồng kiềm ký và số thoại em lên đơn nha. Size 9C.
6 là size từ 19 kg cho đến là. Rồi, lên đơn cho em mã hoa hồng kèm ký mấy chị. Comment cho em mã hoa hồng kèm ký 75.000 đồng. Cũng là 16 kg rưỡi chị Trang Trần. Rồi ok, Trang Trần nè. Hoa hồng giùm em mọi người ơi, chúc đơn cho em. Hoa hồng 20 chị tốt nhanh. Rồi ok. Rồi mẫu này xếp kiểu giùm em mấy chị, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nè. Rất là đẹp, là đẹp cực kỳ luôn nè mấy chị ơi. Ôi cái quần này đẹp ghê luôn á. Kaki thun nha, kaki co giãn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn nè. Bộ kiểu giùm em mấy chị. Hoa hồng 18 chị Thiện Vy. 92.000 đồng lên cho em mã bộ kiểu. Hoa hồng 22 chị Bùi Điệp. 92.000 lên cho em mã bộ kiểu giùm em. Size dành cho bé là từ 20 cho đến là 25 kg mang được. Rồi lên cho em mã bộ kiểu giùm em, rất là đẹp mọi người ơi. Cái này đẹp quá ha. Bộ kiểu giùm em mấy chị 92.000 sale luôn. Lên cho em mã bộ kiểu. Chốt đơn cho em mã bộ kiểu luôn, lấy mấy cái bộ này luôn. Comment cho em mã bộ kiểu kèm ký với số thoại em chốt đơn chị bộ kiểu nha. 92.000. Rồi caro. Bộ kiểu 20 chị tốt nhanh. Rồi caro giùm em 77.000 đồng. Lên cho em mã caro luôn giùm em, bạn đẹp lắm mọi người ơi. Size từ 7 cho đến là 10 mấy ký nè. Giá là 77.000 lên cho em mã caro. Caro kèm ký số thoại chốt đơn chị caro nha. Bộ kiểu 24 chị Duy Hoàng. Rồi ai lấy caro lên mã caro kèm ký bé. Size từ 7 cho đến 18 kg. Bộ kiểu 25 chị Anh Nguyên. Rồi giá sẽ là 77.000 caro lên chia mã caro kèm ký luôn giùm em. Caro kèm ký nha. Rồi bộ này bộ đùi con gấu nè, comment cho mã đùi vàng. Đùi vàng size từ 10 cho đến 20 kg là giá 89.000 và 21 đến 30. Caro 12 chị Khương Trần. Caro 12 chị Thương Quảng. Đùi vàng mấy chị comment cho mã đùi vàng. Đùi vàng kèm ký bé nhé. Khủng long 11 chị Ái Ái. Rồi đùi vàng kèm ký. Caro 13 chị Xuân Thúy Trần. 10 ký cho đến là 20 ký chị giá là 89.000 đồng. Và 21 đến 30 ký là giá là 99.000. Mọi người lên đơn cho em mã đùi vàng. Đùi vàng kèm ký bé giùm em nha. Rồi bộ đùi mấy chị, bộ đùi con gấu màu vàng này lên mã đùi vàng luôn giùm em. Đùi vàng kèm ký nhé. Rồi đầm này xẻ luôn cho chị 69.000 cả đi lên cho em mã V69K. Caro 17 chị Trinh Ngọc. Xẻ lỗ nha mọi người, V69.000 comment cho em mã V69. V69 kèm ký số thoại giùm em lên đơn. V17 chị Châu Ngon. Rồi ok chị. 69.000 mọi người ơi, chốt đơn cho em mã V69K. V69 size từ 13 đến 23 kg là ok anh chị, giá 69.000 đồng lên mã V69. Caro 16 chị Nguyễn Thảo. Rồi lên chia mạng V69 mấy chị, comment mạng V69. Rồi bộ này trai gái đơn ok này, con gấu con gì đây nè. Em đừng chia ra gian là hỏi mấy ký em lấy luôn á, chia ra xong tất lại. Rồi bộ này lên cho em mã là A1 đi mọi người. 69.000 đồng. Rồi 25 chị Thủy Diễm. Lên cho em mẫu này là A1. 69.17 chị Châu Ngon. Rồi lên cho em mẫu này là 69.15 chị Thoa Nguyễn. Từ 4 kg cho đến là 14 kg mang vừa. Rồi từ 4 cho đến 14 kg là ok nha. Hình con gấu rất là đẹp, trai gái đơn ok mấy chị, giá 69.18 chị An Võ Võ An. Lên cho em mã A1 mấy chị. A1 kèm ký và số thoại em chốt đơn với chị bộ này mã A1 nha. Size dành cho bé là từ 4 kg cho đến là 14 kg là ok, giá là 69.000 đồng. 69.20 chị Ngọc Yến. A1. 69.18 chị Thiện Vy. Rồi ok. A1 nha mọi người, chốt đơn cho em mẫu này là mã A1. Rồi lên đơn cho em mẫu này là A1 kèm ký. Size từ 4 cho đến 14 kg là bé nhà mình ok với chị. 69.13 chị Vân Hoàng. Rồi ok chị nè. Rồi cố gắng là nghi đập tên chốt đơn từ hai cái giùm em nha, để nghe ba nhân viên gọi chốt đơn nha mọi người. 69.17 cưới chị Thi Đặng. Rồi ok chị Thi Đặng nè. Rồi mẫu này là sọc vàng và sọc hồng. A16 chị Trang Nguyễn. Rồi ok nè. 4 đến 14 kg. A112 chị Ngọc Lành. Rồi lên đây. A111 chị Lê Thị Minh Thư. Sọc vàng và sọc hồng. Comment cho em mã sọc kèm màu với chị, có hai màu vàng và hồng. Lên cho em mã sọc vàng và sọc hồng giùm em. Sọc vàng và sọc hồng 22 kg đổ lại là giá 95.000, 23 đến 34 kg là giá 105. Rồi bộ này là mã A1. 69.000 bộ, size từ 4 đến 14 kg mọi người lên đơn cho em mã A1 nha. Rồi bộ này là bộ rút dây mấy chị. Comment cho em mã bộ rút kèm rút vàng nha. Bộ rút vàng này. Đây may rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi rút này là size dành cho bé là từ
7kg cho đến 22kg mang vừa thì giá sẽ là 82.000 đồng. 17 chị Kim Liên đổ 23 cho đến 40kg 697 chị Thuy Đặng lên dây mã rút vàng. Rút vàng kìm ký nha. Rút vàng kìm ký bí giùm em nhau lên đơn giùm em mọi người ơi. 16 đặng. Rồi, sọc hồng là 26 chị Minh Trang. Con vịt mấy chị comment cho em mã vịt hồng nè. Vịt hồng màu đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi vịt hồng dùm em 89.000 một bộ. Sao này dành cho bé nào tầm khoảng 13-14kg. Rồi 13-14kg ok nha mọi người nha. Giá là 89.000 đồng lên cho em mã vịt hồng. Vịt hồng kèm ký và số điện thoại dùm em nhân viên lên đơn cho chị vụn vịt màu hồng nha. 13-14kg mang vừa. Giá là 89.000 đồng. Mẫu này là con vịt màu xanh. Comment cho mã vịt xanh nè mọi người ơi, vịt xanh này rút về 18 chị Thiện Vy, rút về 16 chị Đan Khe. Rồi vịt xanh này em có size là 14-15kg mang vừa mấy chị, và size là 19-21kg mang vừa giùm em, giá là 89.000 đồng. Comment cho mã vịt xanh. Rồi vịt hồng và vịt xanh nha, hồng em có size 13-14 và xanh là có size 14-15 và 19-21kg, giá là 89.000 đồng. Rồi lên cho em mã là vịt xanh. Cái này em like hết rồi mọi người, nó lỉ xa nha. Còn cái này thì bên em like cái đó nha mọi người nha. Nó không còn đủ hết. Đây số mấy mẫu này em like với bán shop hết hàng. Mọi người còn mỗi mẫu 1-2 bộ. Nên em like hàng lỉ. Nên em like hàng lỉ xa. Rút về 16 chị Nguyễn Thảo. Rồi bộ thiết kế này cũng còn 2 bộ nè. Vịt xanh 21 chị Phạm Thị Thu Cúc. Ok, bộ này, thiết kế này em cũng còn có 2 bộ mấy chị. Sale luôn cho chị 82.000 bộ đi. Comment cho mã bi vàng rất là đẹp luôn. Sao này dành cho bé tầm 7-8kg mang, tầm 7-8-9kg nè. Vàng bộ là tầm khoảng 17-18kg mang vừa lên cho em, 16-17kg mang vừa lên cho em bộ này bi vàng. Cho chị bộ đuổi này em ơi. Comment cho mã đi bi vàng kèm ký nha. Bộ đuổi chữ của bé trai em. Lên cho em mẫu này là bi vàng mấy chị. Bi vàng kèm ký nha mọi người nha. Bi vàng kèm ký bí và số điện thoại em chúc đơn chị bộ này. Bi vàng có size là 7-9kg và size 16-17kg mang vừa, giá là 82.000 đồng. Quê bóc 82.000 lên cho em ạ. Bi vàng rút về 16 chị Kim Kia ơi. Bi vàng còn bộ nữa đi. Rồi ok này, 82.000 ghi giá vô rồi, để ghi giá vô. Rồi bộ này là sale mấy chị luôn. Em còn có bộ này sale luôn 73.000 đi. Comment cho mã xạ 73k. Rồi một áo sơ mi và một quần legging cho em nha mọi người nha. Sản chị 73.000 đồng. Sao này dành cho bé lên tầm khoảng là bi vàng 16 chị Thoa Nguyễn. Sản 73 mấy chị. Sao này dành cho bé là 21 đến 23kg mang vừa, 21-22kg mang vừa mấy chị. Một quần legging một áo 73.000 lên kia mà sản 73. Comment cho mà sản 73k. Thiết kế này còn 2 bộ này. Bi vàng em còn size 7-8-9-10kg nha. Rồi thiết kế này sản luôn cho mấy chị giá nè 81.000 lên cho em mã xạ 81. Comment cho em mã xạ 81 mấy chị ơi. Xạ 81 set thiết kế nhé. 73-21 chị Kim Thúy. Rồi xạ set thiết kế chỗ đẹp cực kỳ luôn mọi người. Váy này set thiết kế nha mọi người nha. 81.000 đồng lên cho em mã xạ 81. 81 này có sao là từ 8 cho đến 10. 16-17kg mang ok. Xạ 81 mấy chị. Comment cho em mã xạ 81 kèm ký luôn giùm em. Xạ 81 kèm ký bé luôn giùm em nha. Rồi lên cho em bộ này bộ chuột này 59.000 luôn đi. Comment cho em mã chuột 59. Lên cho em mã chuột 59 kèm ký luôn giùm em này. Sao này dành cho bé tầm 7-8kg mang vừa nè. 7-8kg mà ok. Chuột 59.000 lên cho em mã chuột 59. Rồi chuột 59 81-16 chị Thoa Nguyễn. Rồi ok nè bộ đuổi nè. Bộ đuổi vải mát đó mọi người. Em đang vừa thêm chất liệu này cho mấy bé mặc mùa hè. Xạ 81 em còn 8-9-10kg ạ. 81-10 chị Su Ghi Trần. Đuổi 42.000 mọi người chút đơn cho em mã bộ đuổi giùm em luôn. Bộ đuổi nha, chị lấy bộ đuổi và đuổi mát lắm mọi người ơi. 42.000 lên cho em mã bộ đuổi. Rồi đuổi 42.000 nha. Size dành cho bé là từ 4kg cho đến là 12kg mang vừa. 4 cho đến 12kg chị bộ đuổi 42. Lên cho em mã bộ đuổi. Bộ đuổi kèm ký nha mọi người nha. Rồi bộ đây ba lỗ giùm em. Các chị lên cho em mã bộ ba lỗ đen. Ba lỗ nha, ba lỗ này vải mát lắm mọi người. Theo mấy chị bộ này 39.000 đi. Lên cho em mã ba lỗ đen luôn giùm em nha. Bộ đuổi 6 chị Trang Nguyễn. Size từ bộ đuổi 9 chị Khải Như. 6 đến 13kg màu kem chị 39.000 đồng lên cho em mã ba lỗ đen. Ba lỗ nha mọi người nha, vải đẹp vải mát lắm. Cũng cái này mặc mát mùa hè nè. 39.000 ba lỗ đen.
comment cho mẹ ba lỗ đen kiềm ký. Rồi ba lỗ đen kiềm ký bé nha. Rồi ba lỗ đen kiềm ký bé nha mọi người. Cố gắng là chị nào đặt hàng đơn từ 2 cái giùm em nha mọi người nha, để ngày mai nhân viên gọi nha. Ừ, 42 và 4 chị Nghe Nguyễn. Ok nè, tiếp tục cho em bộ này. Ba lỗ đen kiếm chị Khải Như. Bộ này là ba lỗ đen 13 chị Nghe Nguyễn. Rồi 95.000 đồng bộ, mọi người chốt đơn cho mã sọc xanh xa từ 14 cho đến là 16 kg, mang vừa lên mã sọc xanh. Sọc xanh kiềm ký và số thoại nên chốt đơn thì bộ này sọc xanh nha. Ai lấy sọc xanh lên đơn cho mã sọc xanh từ 14 kg cho đến 14 cho đến là 17 kg, mang vừa mấy chị. Mã sọc xanh dùm em giá 95.000 đồng lên cho mã sọc xanh nha. Ai lấy sọc vàng sọc hồng thì mọi người cứ comment mã sọc vàng hoặc là sọc hồng. Rồi sọc xanh, sọc vàng và sọc hồng dùm em nha. Rồi mẫu con thỏ màu hồng đẹp nha chị. Màu này rất là đẹp luôn nè. Rồi mẫu đây nha mọi người nha. Comment cho em mã là mã mới đi hả? Comment cho em mã mới cho em. Mới này em có size giống chị là từ 25 cho đến là 30. Rồi 25 cho đến 31 kg chị, giá là 90. Còn size em còn size 15, 16 và 20, 21, 22 ạ. Rồi lên cho em mẫu này là mã mới. Mới này em có size cho mấy chị là từ 25 cho đến 31 kg là giá 99.000 đồng. Và từ 37 kg. Rồi 25 kg nè, 37 cho đến mới 25 chị Khải Như. 37 cho đến 42, 43 kg, mang vừa giúp em thì giá sẽ là 120.000 đồng lên cho mẹ mới nha. Mới còn mấy bộ này em like hết rồi, người còn lấy 1-2 cái. Rồi lên đơn giùm em. Rồi qua mẫu tiếp tục nè. Nói hàng 18-21, 37 đến 43, 44 kg. Rồi quay mẫu tiếp tục nha. Chấm bài tương tác quay mẫu tiếp theo cho chị cái bộ màu vàng vàng này đi. Cái bộ này giờ chị chị bộ đó chút đi. Rồi chị bộ xuất hàng màu con khủng long màu vàng đó trước đi. Rồi bộ em bé với chị bộ xuất hàng cái size từ 8 cho đến 15 kg, mà ok giá là 59.000. Em bé. Rồi ai lấy lên đôi cho em mẫu này là hình em bé. Em bé giùm em, em bé đẹp xuất sắc mọi người. Em bé rất là đẹp luôn, rồi bộ xuất hàng giùm em nha. Đừng chia em ơi, em chỉ còn có cái xa là được rồi. Chia xong em xếp lại. Rồi 8 cho đến 15 kg, mang vừa giá là 59.000 đồng. Lên chia mẹ em bé. Comment chia mẹ em bé kiềm ký nha. Rồi em bé kiềm ký cho chị. Rồi bộ này khủng long luôn ha. Rồi bộ này em bé 13 chị Vân Hoàng. Em bé nha. Em bé màu rất là đẹp, dễ thương quá mọi người ơi. Rồi lên đơn chia mẹ em bé. Rồi bộ này vàng đó chị. Comment trên mặt khủng long. Như đại hỏi em. Em bé 15 chị Phạm Thảo. Khủng long giùm em là từ 8 cho đến 15 kg là 59. Em bé 12 chị Trương Thị Anh Thư. 16-20 kg là giá 69. Và sau đại 21-30 kg là giá 79.000. Mọi người lên cho em mặt khủng long. Em bé 15 chị Minh Trang. Rồi lên cho em mẫu này là khủng long nha. Rồi ai lấy khủng long chút đơn. Em bé 14 chị Thiên Phương. Rồi ok đi. Em bé 14 chị Thiên Phượng. Rồi khủng long giùm em mọi người ơi, đủ size từ 8 cho đến 15 kg là 59.000. 16-20 kg là giá 69 và sao đại 21-30 kg giá 70. Em bé 10 chị Khải Như. Cái mặt khủng long. Rồi bộ này em bé chị. Bộ này em bé chút đơn cho em mà em bé nhé. Lựa giùm em từ 2 cái ngay đọc tên, ngày mai nhân viên gọi chút đơn nha mọi người ơi. Sọc xanh 14 chị Ban Mai. Rồi ok, cảm ơn chị Ban Mai nè. Ban Mai không có sọc xanh 14 nha chị, em còn sọc xanh 15-16 kg. Sạch xanh trên dây có còn bộ nào không anh nha? Khủng long. Bước lên dây. Khủng long 23 chị Phương Anh Nè. Khủng long 18 chị Nhiên Hảo Hoàng. Khủng long 26 chị Vân Hoàng. Rồi rất là đẹp luôn mấy chị ơi, bộ sạch xanh 16 chị Như Mai. 89.000 đồng bộ mấy chị lên cho em ạ. Nâu. Khủng long 15 cưới chị Hà Nguyễn 811. Khủng long 14 chị Linh Hằng. Lên chi mã nâu thì em còn vài bộ này. Size từ 18 cho đến là 21 cho đến em bé 15 chị Kim Kiri, em bé 11 chị Lê Thị Minh Thư. Rồi lên cho em mã nâu. Nâu này em có size là 90 kg mấy chị. Và size từ 18 cho đến 30 kg mang vừa. Giá của bộ này sẽ là 89.000 đồng. Bộ sọc xanh là bộ kia, lên bước lên lấy nha nó. Sọc xanh cái bộ kia kìa. Lên cho em mã nâu. Khủng long 16,5 kg chị Trang Trần. Giang mà chạy không cái bộ tập xanh là cái nãy kia. Tập xanh nè.
Rồi lên cho em mẫu nâu với chị. 89 ngàn đồng cho miếng mã nâu. Okay. Nâu kiềm ký nha. Số 33, 14 ok đó. Rồi lên cho em mã nâu kiềm ký với chị. Sầu xanh 14 chị Ban Mai. Nâu 21 chị Phạm Thị Thu Cúc. Rồi lên cho mấy chị bộ này là máy xúc đó chị. Comment cho mẹ máy xúc. 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn. 58 chị Nguyễn Ngọc 830. Rồi 16 đến 20 kg là giá 69 ngàn. Chị còn vài bộ lên cho mẹ máy xúc. Đơn cho mẹ máy xúc nha. Máy xúc kiềm ký nha mọi người nha. 21 chị Kim Trang. Rồi ok này. Ok chị Ban Mai có sọc xanh. Rồi lên cho mẹ máy xúc giùm em nha. Sọc hồng tiêu em. Hồng tiêu còn 26 cái có nào. Có 16. Sọc hồng tiêu em còn 16 nha chị ơi, 12 em hết rồi. 12 cái bộ tiêu nè. Tiêu hết. Hết rồi. Chị gửi đây đây lấy cho. Máy xúc 10 thì Khởi Như. Rồi lên cho em mẫu này. Không bao. Rồi lên cho em máy xúc giùm em nha. Chờ em máy xúc lên mạng máy xúc kìm ký. Máy xúc 20 chị Tuyết Hương. Máy xúc kìm ký bí giùm em nha. 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn và 16 20 kg là giá 69. Còn lỉ sai vài bộ chị nào nghi đọc tên là còn hàng mà không nghe bên em hết hàng nha. Đừng biết lỉ sai nha mọi người. Lấy cái bộ hồng khác tiêu lên cho em. Lỉ sai tiếp theo. Máy xúc 16,5 kg chị Trang Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Trang Trần nè. Rồi em qua mẫu tiếp theo, bộ này là bí gái màu vàng nha. Bí gái là nãy giờ có màu hồng rồi. Bộ đen tiêu sai 12 kg nè. Sọc vàng tiêu 12 chị Thị Như Mai. Rồi ok, cảm ơn chị Như Mai. Rồi lấy cái bộ khác tiêu lên nè. Rồi ok, rồi chị nào lấy nữa lên đơn lên tay giùm em. Lấy bộ 16 kg nha chị ơi, chị lên giùm em là cái mã kèm ký nha chị ơi. Rồi lấy cho chị vài cái mẫu bộ hố chị Lê Thị Minh Thư ơi, mình lên lại giùm em số điện thoại nha chị. Chị cho số điện thoại có mấy để, số không có đủ nha chị. Để chị hai ấy em ơi, em lên lấy cho chị vài cái mẫu bộ hố đi. Chị Lê Thị Minh Thư lên số điện thoại giùm em. Chị cho số điện thoại size nha chị ơi. Rồi bộ này là con mèo màu vàng của bé gái. Chúc đơn chi mã mèo vàng. Lên chi mã mèo vàng kìm ký số điện thoại em. Chúc đơn size như thế nào này hai ơi. Gì? 75. Rồi từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn, 16, 20 kg là giá 69 ngàn. Với chị em còn vài bộ lỉ sai, chị nào nghe đọc tên là còn hàng nha. Comment cho em mẫu này là mèo vàng. Mèo vàng kiềm quý bí và số điện thoại em chút đố chị bộ mèo vàng nha. Nhanh tay chia em bộ khác ra nè. Mèo vàng giùm em nha, chị lấy mèo vàng lên chia mã mèo vàng kiềm quý. Bí gái nhé. Đó, nãy giờ màu hồng nhiều rồi, chị nào lấy qua màu vàng thì lên đơn. Ai lấy qua màu vàng thì lên đơn chia mã mèo vàng. Rồi màu hồng thì có hình em bé nè, em bé nó còn vài bộ nè. Mẫu này mấy chị lên cho em mã đó là cái gì đây. Mẫu này thì mọi người lên cho em mã hồi nãy là em bé rồi đúng không. Mẫu này lên cho em mã công chúa đi hả. Công chúa đi mọi người. Cái size từ 8 cho đến 12 kg này 59 ngàn công chúa. Chúc đôi 18 chị Nguyễn Ngọc. Rồi bộ này công chúa giùm em. Lên cho em mã công chúa. Rồi lên cho em mã công chúa nha. Lên cho em mã công chúa giùm em mấy chị. Công chúa kiềm ký số thoại em chút đúng chị bộ công chúa nhé. 8 cho đến 12 kg 59 ngàn bộ. Rồi ai lấy lên đơn. Rồi bộ này là mèo màu vàng. Mèo vàng bé gái này. Rồi mèo vàng bé gái luôn giùm em. Tiếp tục này lên cho chị bộ mẫu đầm. Đầm đây siêu luôn cho mấy chị luôn. Rồi đầm này em siêu luôn nha. Em còn có vài cái, có 5 cái này. 59 ngàn một cái. Comment cho em mã xẻ 59k đi ha. Rồi xẻ 59k kìm ký số thoại em chút đúng chị đầm này 59 ngàn. Comment cho em mã xẻ 59k sau này dành cho bí ra từ 12 kg. Ok chị Trang Trần ạ. Ngon xong chưa cô, lấy em cho nước hết không? Năm mươi chín, mười tám, mười, mười hai, mười tám. 59, 16 chị Phạm Thảo. Có mẫu này có số lượng hay mất nữa mất chị cho chị tôi xem. 59 em có size từ 12 đến 18 ạ. À. Rồi 59 ngàn mấy chị lên cho em mã xẻ 59k. Rồi chốt đơn cho em mẫu đầm này 59 ngàn nha.
Ai lấy lên đơn cho em mã xạ 59k. Xạ 59k kèm ký và số điện thoại em lên đơn cho chị cái mẫu này 59 nha. Rồi quay cho chị cái bộ ba lỗ này. Ba lỗ này như còn cọc nữa nè. Ba lỗ hình đây này còn ok. Rồi đưa chị cái tay nhỏ đi em. Rồi ba lỗ nha mọi người nha. Trai gái đều mà ok nè. 59.11 chị Đinh Thùy Vân. Rồi lên cho chị mẫu này là chuột màu vàng. Chút đơn chị mã chuột vàng kèm ký. Rồi chuột vàng để sale mấy chị luôn. 69.000 size nhỏ, 79.000 size lớn. 69.000 size nhỏ và 59.19 chị Khải Như. Khải đẹp lắm mọi người. Rồi lên chị mã chuột vàng 59.15 chị Linh Thùy. Size từ 7 ký này cho đến là 10. Rồi 7 cho đến là 19 kg mấy chị, giá sẽ là 69.000 đồng và 20 cho đến là 32 kg là giá là 69 79 nha. Rồi lên đơn cho em mẫu này chuột vàng kèm ký. Size tầm 19 kg đổ lại là giá 69.000 và 20 đến 32 kg là giá 79.000 lên cho em mã chuột vàng. Rồi lên đơn cho em mã chuột vàng kèm ký nha. Chuột vàng kèm ký bé luôn giùm em nhân viên lên đơn. Chuột vàng 16 chị Dung Hoàng. Rồi hôm nay đa số chuột vàng 10 chị Khải Như. Đa số là hàng lẻ size có số lượng ít đó, thành ra là em like nhanh nha mọi người nha. Chị nào có vụ nào chút nhanh nha mọi người. Ai vụ nào thì chút đơn nhanh tay giùm em cái đó và cố gắng là đặt giùm em từ hai cái này đặt tên giúp em nha. Rồi lên cho chị vụ này gấu trúc với chị. Gấu trúc nè, đẹp chưa? Chuột vàng 21 chị Phạm Thị Thu Cúc. Rồi gấu trúc 75.000 bộ chị lên trên mạng gấu trúc. Nguyên giá không? Gấu trúc kèm ký số điện thoại giùm em. Chuột vàng 25 chị Mít Kiều. Quần mây đẹp quá mọi người ơi, lên trên mạng gấu trúc nha mọi người nha. Gấu trúc kèm ký nè. Bả nát lắm mọi người. Gấu trúc kèm ký bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn. Sẽ 594 chị Hải Trương. Rồi gấu trúc giùm em nha. Đang cầm lên 6 em. Chuột vàng 19 chị Ngọc Yến. Xa từ 15 cho đến 21 ký mang vừa lên trên mạng gấu trúc với chị. Chúc đơn cho em bạn gấu trúc kèm ký số thoại em lên đơn cho chị bộ gấu trúc nha. 75.000 bộ. Rồi 75.000 đồng bộ gấu trúc nha. Ai lấy lên đơn cho em bạn gấu trúc kèm ký đấy. Size từ 15 đến 21-22 ký mà ok. Rồi bộ này là màu xanh lạ mọi người, chúc đơn cho em bạn màu xanh lạ nha mọi người nha. 69.000 bộ. Size dành cho bé 7 cho đến 17 ký ok. Giá 69.000 mọi người chúc đơn cho em bạn xanh lạ. Gấu trúc 18 chị Trang Nguyễn. Xanh lạ kèm ký nha. Là kiềm ký luôn giùm em nè. Rồi mẫu này em còn vài bộ nè. Comment cho em mẫu này là mã M2 nha. Gấu trúc 17 chị Thi Đặng. Rồi M2 size từ 13 cho đến là 20 hai mấy ký với chị, 21-22 ký mang vừa nha. Giá là 89.000 đồng lên cho em bộ này là mã M2. M2 kiềm ký nha mọi người. M2 kiềm ký bé xuống hỏi giùm em nhân viên lên đơn. Rồi mẫu này cũng còn một hai bộ này, đây số online hết rồi lỉ đây. Rồi mẫu này con vịt màu xanh bơ, mọi người chốt đơn cho em mẫu này màu xanh bơ nha. Xanh bơ này em có size là tầm 11-12 kg mang vừa, giá là 89.000 đồng. Rồi size này 21-22 kg là giá là 99.000 lên cho em mã màu xanh bơ. Gấu trúc 20 chị Hà Trần. Rồi lên cho em mã xanh bơ nha, xanh bơ này em còn hai bộ lỉ size 11-12 kg là giá 89 và 21-22 kg là giá 25 chị Linh Thùy. Lên cho em mã xanh bơ chị. Bơ kèm ký nè, bộ đây bụng chó nè, chó màu vàng. Sau lưng kìa. Chó mấy chị. Chốt đơn cho em bộ này chó vàng. Rồi bộ này lên đơn cho em bạn chó vàng nha, size số 6 ok. Lấy size số 6 đó ok. Chuột vàng 18. Ai biết người ta có mệnh gì đặc gì. Chuột vàng. Bộ này là con màu xanh bơ. Bộ này là cái mã là M2. Bộ này là con chó màu vàng. Không có con chuột nãy giờ không biết con chuột là thế nào. Rồi lên cho em mẫu này là con chó vàng. Chó vàng có size là 11-12 kg mấy chị. Và size là 16-17 kg. Còn hai bộ lên cho em mã chó vàng. Rồi chó vàng kiềm ký nha. Chó vàng kiềm ký với số điện thoại em chút đối với chị bộ con chó màu vàng nha mọi người nha. Em còn size là 11-12 và sao 16-17 kg mấy chị. Bộ này xanh bơ. Chó vàng 11 chị Lê Thị Minh Thư. Xanh bơ này em còn 11-12 kg luôn giùm em. Và là giá 89.000. Và cái bộ này là size dành cho bé là tầm khoảng là 21-22 kg. Giá sẽ là 99.000. Màu xanh bơ con vịt mấy chị. Lên cho em là xanh bơ. Rồi ai lấy qua lên đơn giùm em nha. Qua mẫu tiếp theo nè. Rồi chấm chấm bài tương tác lên mẫu tiếp theo mọi người ơi. Rồi chấm bài tương tác lên mẫu tiếp theo. Bỏ hàng tiếp tục lên ghế chị em ơi.
Rồi váy này, trời váy là hàng cực đắt luôn này, hết tiền luôn mấy chị luôn đi. 81 ngàn cái ha. Rồi váy này à, size giấy là 81 và size đài là 91 ngàn đồng nè. 17 cái độ lại là 81 ngàn nha. Lên cho em mã là hoa xanh. Comment cho em mã hoa xanh kèm ký với số thoại em lên đơn cho chị đầm hoa màu xanh nha. Rồi đầm hoa màu xanh giùm em 81 ngàn đồng cái nha mọi người. Mấy đầm này nói chung là hàng này, hàng em là toàn là hàng đắt mọi người, không có hàng rẻ nha mọi người nha. Hàng này đa số là em nhập vô toàn là em cộng lại vài ngàn đồng, khi mà em sale xuống phát là toàn là sale lấy vốn với sale lỗ nha mọi người nha. Lưu ý giùm em. Rồi đầm này size dành cho bé là từ 12 cho đến là 17 kg, giá là 81 ngàn đồng. Và size từ 18 cho đến 23 kg là giá là 91 ngàn. Lên cho em mã đầm hoa xanh. Rồi lên cho em mã đầm hoa xanh kèm ký nha mọi người nha. Đầm hoa rất là đẹp. Rồi đầm hoa xanh kèm ký bé luôn giùm em, nhân viên lên đây. Hoa xanh đó chị. Hoa xanh kèm ký bé và số điện thoại giùm em nha. Hoa xanh 11 chị Đinh Thùy Vân. Rồi quê mẫu hoa xanh 12 chị Thương Quảng. Cứng thì còn vài 3 bộ 4 bộ. Mỗi mẫu đây số loài hết rồi, nó lỉ ra còn 1-2 bộ. Rồi mẫu này là mọi người lên đơn cho em mẫu mắt kính nha mọi người, bộ ngố giùm em nè. Hoa xanh 12, 16 chị Như Mai. Rồi 16, 17 kg và 18 đến 20 kg. Mang vừa còn 4 bộ cuối cùng lên cho em mắt kính. Mắt kính kèm ký với hoa xanh 23 chị Duy Hoàng. 89 ngàn đồng bộ mắt kính nha mọi người. Rồi 89 ngàn đồng em có size cho chị là 16, 15, 16 và 18 đến 20 kg. Giá là 89 ngàn đồng. Lên cho em mắt kính nha chị. Mắt kính kèm ký bé luôn giùm em nha. Mắt kính này. Hoa xanh 18 chị An Võ Võ An. Rồi bộ này là xanh ngọc. Lên cho em mẫu này là xanh ngọc đó chị. Xanh ngọc này em có size 14 cho đến là 19 kg. Mang vừa mọi người lên đôi cho em mã xanh ngọc. Lúc đôi cho em mã xanh ngọc ký bé nha mọi người nha. Xanh ngọc ký bé luôn giùm em, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nè. Xanh rất là đẹp luôn, 18 ok em. Mắt kính 18 chị Trang Nguyễn. Rồi ok, lên cho em mẫu này xanh ngọc. Xanh ngọc. Mắt kính 15 chị Hoàng Ngọc Linh. Rồi ok này. Rồi lên cho em mã màu xanh ngọc mấy chị. Em có size là 14 kg cho đến là 19 kg. Mang vừa một chút đơn cho em mã xanh ngọc. Rồi xanh ngọc kèm ký số thoại em lên đơn cho chị màu xanh ngọc nha. Em còn vài bộ không. Mỗi mẫu đa số giờ còn có 1-2 bộ lẻ size lẻ số. Rồi xanh ngọc 18 chị Ngọc Nguyễn Ngọc. Cho chị cái bộ ở dưới đây là thiết kế gì đây, đầm gì đây nè em ạ. Hay chạy cái cô kia trước đây. Nguyên một cái hàng đó luôn nè, cái đầm BB đó đưa chị nha. Rồi mẫu thiết kế này trời ơi, sao còn có 3 bộ cuối cùng thôi, sale mấy chị luôn. 72 ngàn đồng đi thôi, comment cho mẹ xạ 72k đó mấy chị. Xạ 72 ngàn, set này, set vest như của người lớn vậy. Set vest giống của người lớn nha, 72 ngàn size dành cho bé là tầm 8-9kg, 8-9-10 nè. Với lại là xanh ngọc 18 14 15 kg chị, lên cho em mã đó là xả phải mấy nè. 72 ngàn. Comment cho em mã xả 72k giùm em luôn, set vest cho mọi người nha. Cùng nè, này rất là đẹp đó. Rồi cực đẹp luôn. Rồi size này dành 8 cho đến 10 và 13 cho đến 15 kg, lên cho em mã xả 72. Xả 72 kèm ký luôn giùm em nha. Cái thiết kế còn 3 4 bộ cuối cùng. Rồi tiếp tục nè, đầm nè. Đầm bi nè. Rồi mẫu này comment cho em mã bi với chị. Bi kèm ký và số thoại mail 72 15 chị Đan Khe. Rồi đầm bi với chị, lên cho em mã đầm bi. Đầm bi này 85 ngàn cá này, lên cho em mã đầm bi. Đầm bi kèm ký luôn giùm em nha, chị đang cao size 9. Đầm bi giùm em này, size này dành cho bé tầm 22-23 kg này. 21-22 kg này. Lên cho em mã đầm bi giùm em luôn. Size máy nhỏ hơn hay lớn hơn? Đang cầm size 9. Rồi lên cho em mã đầm bi xẻ hết chị, 85 ngàn cái đấy. Rồi đầm bi này có nhỏ hơn có lớn hơn gì đây, em cũng biết ta nào, mọi người cứ comment lên có cái nào nhân viên lấy cái đó nha mọi người. Rồi bộ này mới là hình con chuột này. Bộ này thì mọi người lên cho em mẹ đó nè. Đùi vàng. Đầm bi 23 chị Duy Hoàng. Bộ này mấy chị lên cho em mã đùi vàng kèm ký luôn giùm em nhân viên lên đơn. Đùi vàng nha. 85 ngàn. Đùi vàng giùm em có chị 89 ngàn bộ. Size dành cho bé là 11 kg. Rồi 11 cho đến là 19 kg mang vừa, lên cho em mã đùi vàng. Bộ đùi vàng còn 3 4 bộ cuối cùng. Bi 15 và 25 chị Hoàng Ngọc Linh. Mỗi mẫu giờ em còn ít rồi mọi người. Mỗi mẫu còn 1-2 bộ anh. Chị nào vừa cái nào mình lấy cái đó nhé. Lên cho em mẫu này là đùi vàng. Size dành cho bé là 11 đến 19, 18, 19 kg, 20 kg như đây nè. Giá là 89 ngàn, lên cho em mã đùi vàng. Đùi vàng kèm ký số lần em nhân viên lên đơn nha. Rồi tiếp tục nè.
mình vừa ký chốt đơn cho em bộ này mã máy xúc. Rồi chị nào đang đơn một cái ở lại like đặt thêm dưới một cái nữa nha mọi người, đơn từ hai cái ngày mai bên em gọi chốt đơn cho mình nha. Rồi bộ này máy xúc chị ơi, lên đơn cho mã máy xúc kèm cây bé. Rồi máy xúc và kèm cho em là cây bé này có size từ 8 cho đến 15 ký 59 ngàn. Và 16 20 ký là giá 69 ngàn các chị, còn vài bộ lỉ size lên cho mã máy xúc. Rồi chốt đơn cho mã bộ xúc hàng máy xúc nha. Máy xúc giùm em mọi người ơi, lên đơn cho mã máy xúc. Máy xúc kèm ký nha mọi người. 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn và 16 20 ký là giá 69. Chốt đơn cho mã máy xúc. Máy xúc kèm ký nhé. Rồi lên cho em mã là máy xúc. Máy xúc 12 chị Bảo Uyên. Rồi ok nè. Lên đơn cho em mã máy xúc kèm cái bé luôn cho mấy em. Tầm 18 cho An Võ Võ An. Rồi ok nè, máy xúc giùm em. Rồi máy xúc kèm ký nhanh cho chị cái bộ mà hoa hồng hồng cái màu xanh nha, dưới cái màu xanh là cái gì đẹp đẹp nha. Máy xúc 75 chị Nguyễn Thúy. Con chuột màu đã đỏ trăng. Rồi đây đưa chị Linh. Ui cái bộ này đẹp lắm rồi nè chị ơi. Ok nó chị hết đi 85 ngàn bộ đi. Nhỏ lớn thì còn 2-3 bộ. Mấy bộ nhỏ mấy bộ lớn nè chị. Hoa màu hồng mọi người chốt đơn cho mã hoa hồng giùm em 85 ngàn bộ nha mọi người nha. Phải đẹp cực kỳ luôn. Rồi 85 ngàn đồng em. Nói chung bây giờ mỗi chỉ còn có 1-2-3 bộ gì đó thôi mọi người. Không còn nhiều nha. Nên chị nào vừa cái nào chốt cái đó nha mọi người. Hoa hồng kèm ký số thoại em lên đơn 85 ngàn. Hoa hồng giùm em. Lên chi mã máy số 11 chị Ái Ái. Rồi ok dạ. Hoa hồng kiểm ký là số mạnh đi nhanh đi lên đây. Rồi ok xong Giang lấy chị cái quần chụp bé trai nhanh Giang. 85 ngàn mọi người lên cho em mẫu này là hoa hồng. Hoa hồng kiểm ký bé với số thoại em nhân viên lên đơn nha. Hoa hồng giùm em mọi người ơi, chúc đơn chi mã hoa hồng. Ta dành cho bé là từ 12 ký này. 12 đến 19 kg á mọi người. 12 đến 19 kg nè. Hình như còn mấy bộ đây sao vậy? Hoa hồng phải giống mẫu đang qua. Hoa hồng 18 chị Nguyễn Ngọc. Rồi ok, chị Nguyễn Ngọc thì hình như trên dây cũng còn á. Cái này chị đang la là không có nơ. Rồi giá là 85 ngàn đồng, nhỏ lớn siêu rồng giá. Lên chi mã hoa hồng kèm ký nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Chị nào đang cần mua đồ bộ xuất hàng bé trai không em lên thêm cho. Nói chung bé trai bây giờ em chỉ còn dòng cao cấp với lại đồ bộ xuất hàng. Còn đồ thể thao thì ui cái này dễ thương quá hả. Ui cái này dễ thương nè mọi người, chưa like luôn á. Ui trời nó dán giá 100 mấy đó nè. Hàng lăn cực đắt luôn á. 18 ok á. Hoa hồng 16 chị Mỹ Ngọc Trần. Rồi ok. Bé trai bây giờ em còn nhiều nhất là đồ bộ xuất hàng là những cái bộ này. Còn còn không đồ bộ cao cấp, nhờ cao cấp của chị nào mua không thì em like, còn không thì mấy đó thì đây số này bán shop đó chị. Mấy số dòng đó chị hay qua shop luôn. Rồi mẫu này là quần chip đó chị nha. Chị lấy chip thì comment cho em là 3 cái, 6 cái, 9 cái nhân viên chốt đơn. Đó, nó có lộn xộn màu cho em như thế này nè. Một tép của nó là gồm 3 cái. Rồi ai lấy lên đơn cho em là 3 cái, 6 cái hoặc là 9 cái nhân viên lên đơn cho chị nha. 17 ngàn một cái giùm em. Chị lấy 3 cái là 17 x 3. Lấy 6 cái là 17 x 6 nha. Rồi lấy 6 cái là 17 x 6 giùm em. Rồi ai lấy lên đơn cho em mà 3 cái, 6 cái, 9 cái nhân viên lên đơn cho mấy chị quần chip nha. Rồi mua kèm đơn giùm em chiếc này chiếc xịn lắm mọi người. Rồi ok bỏ đi. Xong lấy chị quần chụp bé trai nha. Rồi tiếp tục nè, bộ xuất hàng của bé trai. Không còn vài bộ nè. Rồi đỉnh coi size như thế nào. Có size nhí với size trung. 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn và 16 20 kg là giá 69. Mọi người lên cho em mẫu này là comment cho em mã là cái gì đây? E3 đi mọi người. Lên cho mã E3 kèm ký bé nha mọi người nha. Chốt đơn cho em mẫu này là E3 kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị mẫu này mã E3. Rồi E3 giùm em mọi người ơi, lên đơn cho em mẫu này là mã E3 kèm ký. Size từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn và 16 20 kg là giá 69. Lên cho mã E3. Ba quần chip 15, ba quần chip 25 chị Minh Trang. Rồi lên chi mã E3 mấy chị ơi. E3 kèm ký số điện thoại. E3 10 chị Khả Như. E3 giúp em nha. 8 cho đến 15 kg là giá 59 ngàn và 16 20 kg là giá 69. Hình này dễ thương lắm. E3 nha. E3 14 chị Linh Hằng. Rồi E3 giùm em luôn. Rồi chị quần chục của em. Rồi quần chục là em chỉ còn bé trai thôi, bé gái bên em hết rồi mọi người ơi. Chục bé trai có cái đầm màu vàng vàng ở trong thì dễ thương kìa. Rồi em chỉ còn quần chục bé trai thôi. Đó cái
đúng rồi, đúng rồi. Chục bí chai thôi mấy chị, giá là 11.000 đồng một cái. Và em sẽ bán là từ 5 cái cho em. Mọi người comment cho em mã năm gồm kèm ký, số điện thoại em chốt đôi. Em có size từ 7 cho đến 16, 15 ký. Rồi từ 7 kg cho đến 15 kg nha mọi người nha. Quần chục bí trai giùm em có rất là nhiều màu cho em như thế này, lộn xộn đủ màu giùm em nha. Rồi giá là 11.000 đồng một cái, chị lên cho em mã 5 quần kèm ký giùm em, nhân viên lên đơn. Từ 7 kg cho đến là cho chị thêm đi. Từ 7 kg cho đến là 10 15 kg mang vừa giùm em. Và giá của quần này sẽ là 11.000 một cái, chị bên em bán từ 5 cái. 11.000 một cái và bán từ 5 cái nha, nó nhiều mẫu lắm mọi người, nhiều mẫu nhiều màu này. Rồi ok nè. Rồi nhiều mẫu nhiều màu cho em như này, cháu cứu hộ rồi nè. Rồi lên cho em mã 5 quần nha mọi người nha. 5 quần kèm ký bí giùm em. 5 quần kèm ký luôn giùm em nha mọi người. Rồi tiếp tục cho chị bộ này rất là đẹp. 84 chị Út Xuân. Rồi ok nè. Ui cái này dễ thương quá mọi người ơi, bộ này rất là đẹp luôn thôi. Bữa giờ em chưa có like tới nè. Rồi bộ đuổi màu hồng mọi người chốt đơn cho em ạ, đuổi hồng kèm cái bé nhá, size từ 7 kg cho đến là 17 kg mang vừa, giá là 75.000 bộ. Mọi người chốt đơn cho em ạ, đuổi hồng kèm cái bé nha. Rồi đuổi hồng và kèm hộ em đó là cưới của bé, và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ này mã đuổi hồng. Rồi bộ đuổi hồng mọi người ơi, lên cho em ạ, bộ đuổi hồng kèm cái bé nhá mọi người, size dành cho bé từ 7 cho đến là 17 kg mang vừa. Đuổi hồng 15 chị Hoàng Ngọc lên. Rồi giá 75.000. Mã đẹp lắm luôn á. Mã đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên cho em bộ này mã đuổi hồng kèm ký, size từ 7 đến 17 ký, chị giá 75 nha. Rồi tiếp theo cho chị là bộ ngúa đi. Ngúa này em có size giống chị là từ 15 ký cho đến là 23 ký mang vườn. Rồi lên cho em bộ này gấu vàng, chốt đơn cho em ạ, gấu vàng với chị em có size giống chị là từ 15 đến 23 ký mang vườn, giá là 95.000 bộ. Và từ 24 kg cho đến là 36 kg là giá 1,5. Mẫu này có hai size nhí và đài, chốt đơn cho em mã gấu vàng. Rồi lên cho em mã gấu vàng kèm cái bé nha. Rồi lên đơn cho em mẫu này là gấu vàng và kèm cho em là cưới của bé, và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ này gấu màu vàng. Rồi em có size là 15 đến 23 kg với chị là giá 95.000 đồng, và từ 24 đến 36 37 kg, 36 kg là giá 1,5. Lên cho em mẫu này là gấu vàng giùm em, bộ gấu bé gái. Rồi gấu vàng giùm em nha, bộ ngố bé gái nha mọi người, chốt đơn cho em mã gấu vàng. Gấu vàng kiềm ký luôn giùm em nè. Rồi gấu vàng kiềm ký bí giùm em nha. Đầm này em còn hai cá nè. 52.000 chốt đơn em mã xẻ 52. Size tầm 7 cho đến 10 kg với chị. Gấu vàng 25 chị Hoàng Ngọc lên. Rồi từ 7 cho đến 10 kg mang vừa, chốt đơn cho em mã xẻ 52 kem, còn hai cá thôi. Xẻ 52.000 chốt đơn mã xẻ 52. Lên cho em ạ, xẻ 52k kiềm ký giùm em luôn. Xẻ 52.000 mọi người lên đâu kia mà xẻ 52 kiềm ký bí. 52.000 một cái nha. Rồi bộ ba lỗ nè. Ba lỗ mấy chị, ba lỗ màu đỏ nè mọi người, chốt đơn kia mà ba lỗ. Rồi ba lỗ này em xẻ cho mấy chị 69.000 size nhí và 79.000 đồng size đại. Size từ 8 kg cho đến là 19 kg mấy chị, giá là 69.000 đồng, và từ 20 đến 32 kg là giá là 79. Lên cho em mã là chuột đỏ. Vậy bộ chuột vàng là cái mẫu này nè em à. Đúng rồi, chuột này có hai màu này, có màu vàng còn không chị lên luôn ơi. Chuột đỏ và chuột vàng, comment cho em mã chuột kèm màu. Chuột đỏ và chuột vàng nha. Thì chị lấy màu nào lên cho em mã chuột kèm màu này. Chuột đỏ và chuột vàng giúp em mấy chị. Chuột đỏ và chuột màu vàng cho chị, bộ chuột màu vàng luôn. Comment cho em mã chuột kèm màu 19 kg đổ lại là giá là 69.000 đồng, và 20 đến 32 kg là giá 79. Lên cho em mã chuột đỏ và chuột vàng nha. Đây chuột đỏ và chuột vàng đó chị. Gấu vàng 16 chị ai ai. Rồi ok chị ai ai. Rồi chuột đỏ và chuột vàng giúp em nha mọi người nha. Cái ba. Rồi lên cho em mã chuột kèm màu. Chuột đỏ em còn có 25 nha chị, 15 không có. Rồi chuột đỏ và chuột vàng giúp em, nhân viên lên đơn nha. Có màu đen nữa kìa, rồi đưa chị màu đen luôn em. Có màu 4 của lấy. Chuột đỏ 25 chị Mít Kiều. Rồi ok chị Mít Kiều nè. Rồi 69 và 79 ghi giá thôi. 19 kg đổ lại là giá 69.000. Rồi có cả màu đen nữa mấy chị, màu đen cũng còn vài bộ nè. Đen chủ yếu còn size đại à. Cái này nhảy cho bé 10 kg.
Đen này em còn size đại mấy chị. Đen này em còn size cho mấy chị là từ còn một hai bộ size nhỏ nữa. Em bán gòn hết không? Có cả chục đỏ 10 ký chị Khả Như. Lên chia mẹ chục đen kiềm ký nhé. Chục đen kiềm ký luôn giùm em, size tầm 20 ký đổ lên. 20 ký cho đến 32 ký mấy chị là giá là 79.000 đồng. Mở bộ lớn nhất coi 32 ký không nha. Mở bộ lớn nhất của bộ chuột coi 32 ký nha. Chục đỏ 21 chị Kim Trang. 32 bao nhiêu giảm ký này. Rồi 32 ký ổn. Rồi lên cho em mẹ chuột kiềm màu nha. Em có cả màu 22 chị Bùi Điệp. Em có cả màu đen nữa mọi người ơi. Cuộn lại em ơi, nhanh tay lên. Rồi màu đen này lên cho em mẹ chuột đen. Rồi chuột đen kiềm ký luôn giùm em nha. Rồi không có cặp mấy chị ơi, nói chung là không có còn cặp đại thôi mấy chị, chỉ có xe đại thôi. Không có xe nhí nha, xe nhí như hút luôn. Lên cho em mẹ chuột đen. Dùng có 3 màu nha. Không còn chặt nữa. Đỏ màu còn. Đỏ màu nữa. Còn màu xanh lá nữa. Trời ơi, đầm này dán ghế cho em có 9 ngàn. Thôi chị ơi. Sao 4 thì có bỏ cho chị uống chưa? Rồi ok. Rồi lên cho mấy chị cái mẫu này mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị cái mẫu đồ bộ xuất hàng này, ô tô mấy chị lên cho em ô tô kèm ký nha. Cái size từ 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn và 16 20 ký là giá 69. Mọi người chốt đơn cho em ô tô. Comment cho em ô tô kèm ký bé nha mọi người. Rồi ô tô và kèm cho em là ký của bé và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ ô tô nha. Chị lấy ô tô chốt đơn mẫu ô tô. Ô tô kèm ký chốt rộng á. Ô tô kèm ký và số điện thoại giùm em, nhân viên lên đơn cho chị bộ ô tô nha. Ô tô kèm ký giùm em chạy size từ 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn và 16 20 ký là giá 69. Lên cho em bộ này mã ô tô. Ô tô kèm ký giùm em. 67 gì? Ô tô kèm ký bé và số thoại em, nhân viên lên đơn cho chị bộ ô tô nha. Ô tô 75 chị Nguyễn Thúy. Rồi ok giùm Nguyễn Thúy. Ô tô giùm em chạy ô tô màu đẹp lắm nè. Đấy. Ô tô kèm ký bí giùm em có size từ 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn và 16 20 ký là giá 69. Còn rỉ sai vài bộ, đa số hôm nay là chủ yếu là hàng lẻ hết chị. Vì mấy mẫu đây em đã like hết rồi á, nó lẻ ra. Hôm nay em like hàng lẻ sai nha. Rồi đầm này cũng còn có hai cái nè. Xe của chị 71 ngàn đi thôi, comment cho mẹ xạ 71. Comment cho mẹ xạ 71, đầm rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 71 ngàn đồng, đầm cực kỳ xịn nha. Dễ thương chưa, 71 ngàn. Size dành cho bí là từ 14 cho đến 16 ký mang vừa, lên cho mẹ xạ 71. 14 đến 16 kg là mang ok với chị 71 ngàn đồng. Lên cho mẹ xạ 71, còn hai cái cuối cùng. Lên đơn cho mẹ xạ 71 nè. Quả đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi 71 ngàn đồng, comment cho mẹ xạ 71. Xạ 71 kiềm ký với số thoại giùm em, nhân viên lên đơn nha. Đó, trời ơi, mấy cái bộ ra lĩ 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 tùm lum tùm la một hai bộ. Để ông nào la mấy cái thằng này. Lĩ một hai bộ. Ô tô 20 chị Suke. Rồi chị nào lấy nữa lên đơn nha. Rồi lên cho chị bộ Batman. Còn gì lì lì luôn ta, có mấy cái bộ à, cái bộ ba lô, cái bộ ông thở kia đưa chị luôn nha. Bộ này đẹp nè, bộ đây like có một ngày hết hàng rồi, còn bộ một bộ cuối cùng. Mẫu đen về như 3-4 màu gì đó em like hết rồi mọi người, còn có bộ cuối cùng. Rồi mẫu này mọi người lên cho em mã là caro, caro nhá, chị lấy caro lên mạng, caro rất là đẹp luôn này. Size này dành cho bé là tầm khoảng là 10. Rồi 14-15 ký mà ok với chị. 14-15 ký ok nha mọi người nha. Xả với chị 85 ngàn nữa hả? 85 ngàn, comment cho mạng caro. Rất đẹp luôn nè. Mẫu thiết kế nha mọi người nha. Đẹp cực kỳ. Rồi ai qua shop cũng thích hết bộ này, bán hết hàng luôn rồi, còn có bộ cuối cùng à. Rồi mẫu này cũng thích luôn nè, mẫu này màu xanh đậu. Lên cho mạng màu xanh đậu ba lỗ giùm em. Ba lỗ màu xanh đậu, bộ này size dành cho bé 17-18 ký mang vừa. Rồi sale luôn 75 ngàn. 75 ngàn đồng màu xanh đậu nha. Chị lấy xanh đậu lên mã xanh đậu kiềm ký. Rồi lên đơn cho em mã xanh đậu kiềm ký này, size tầm 10-67 ký mang vừa màu xanh đậu. Rồi 75 ngàn màu xanh đậu giùm em. Tiếp tục bộ Batman. Batman này em có size từ 8 cho đến 15 ký thì giá là 59 ngàn. Và 16-20 ký là giá 69. Chúc đơn cho em mã bộ Batman. Batman kiềm ký bé nha, bộ xuất hàng Batman. Xuất hàng Batman. Xanh đậu 17 ký chị Út Thảo. Rồi ok, xuất hàng Batman. Caro kiềm ký giùm em chị ơi. Lên cho mẹ Batman kiềm ký bí. Lên cho mẹ Batman kiềm ký bí giùm em nha. Nhí, nhí,
Batman kèm ký kèm số thoại cho bán cho mình nha. Batman kèm ký và kèm với em đó là số thoại em cấp đơn chị bộ Batman nha. Giang ơi cái cầm thì lấy lẻ lẻ kia nha. Cái rô 14 chị xô ca. Batman 12 chị Phương Anh nè. Rồi Batman giùm em nha mọi người nha. Chút đôi mà Batman. Anh đừng có đem cái đồ đã không có biết cái gì anh vô đây like nè. Đậu quá. Batman 15 chị Hà Nguyễn. Mấy chị muốn siêu đầm không? Mấy cái đầm ở trên quán em nhiều mẫu lắm. Cái rô em hết rồi chị ơi. Chắc tí nữa lên quán chiều like hàng một bộ cho nó vui quá. Cầm mấy cây đúng rồi, em cầm mấy cây lên cho em quán em ở xong em có cái hàng nào treo. Tại hàng treo mẫu nó có một bộ rồi mấy chị ơi, nó tùm lum tùm la hết rồi mà hôm nay thì hàng mới nó về không có kịp mấy chị. Hàng mới nhiều khi em may về đâu có kịp đâu mọi người. Em may, em đặt may, đa số hàng em đặt may á, nhiều khi nó về không có kịp. Rồi lên cho em mẫu này Batman, chị lấy Batman lên hàng. Mẹ Batman, tí nữa lên quán xẻ mấy cái bộ một bộ cho nó vui cho chị đủ đơn nha. Chứ bữa giờ cũng... Chị còn mua gì mọi người còn mua gì bình luận lên giúp em đi. Còn muốn gì bình luận giúp em. Mọi người thích mua gì nè, thích lên gì nè em lên cho. Em coi thử em có hàng không. Mùa này thật sự là em thích bán shop hơn là bán live luôn đó. Bán shop mấy chị qua mua đồ đi chơi đồ ấy đồ nhiều lắm. Tại vì gần tới lễ này. Trời ơi shop em bán đắt hàng lắm mọi người. Mấy chị đi qua mua đồ đi chơi lễ đi chơi đồ. Đi ăn đám cưới luôn. Rồi lên cho em bộ này Batman nha. Chị lấy Batman chủ cái đầm kia nó đẹp như thế đó mà không mua treo lên quán liền. Tí nữa bây giờ lấy cái móc cái bộ đó treo cái đầm đó treo quán liền. Lên cho em mẫu này comment cho mà Batman kèm ký nè. 8 cho đến 15 ký là 59 ngàn và 16 20 ký là giá 69. Comment cho em mà Batman kèm ký bé nha. Batman kèm ký bé luôn giùm em nhân viên chút đâu. Hip hop nè, hip hop mấy bộ hip hop này cũng kêu lên quán luôn ơi, còn một hai bộ. Tí anh Nhân ơi lấy cái mấy cái móc á, kêu lên quán nghe nè, mấy cái ở đây nè, còn mấy công sách. Hip hop bị gà mấy chị. Hip hop giùm em size này dành cho bé là 17 đến 19 kg mang vừa, lên trên mạng hip hop. Comment trên mạng hip hop kèm ký nha. Lên trên mạng hip hop giùm em nha, 95.000 bộ. 71-15 chị Hoàng Ngọc Linh. Ôi cái bộ nó dễ thương chưa. Hip hop giùm em nha mọi người nha. Em có size dành cho bé là từ 16 cho đến 18 kg mang vuông. 16 đến 18 kg chị bộ hip hop giùm em đi 5.000 cho mẹ phốt. Cái áo combo đây mặc đi chơi rồi đẹp không sao. Xung đồng mà còn bộ. Bây giờ nó lục hết rồi. Hết đồ rồi nha. Chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Lên cho mẹ hip hop. Hip hop kìm cái ví giùm em nhân viên chút đơn nha. Hip hop giùm em size từ 10. Hip hop 17 chị Thủy Trang. Trời ơi xương rồng mà đẹp nè. Bán cân lai hết rồi còn có bộ chị không nghe máy nè. Xương rồng mọi người ơi 89.000 đồng chút đôi mã xương rồng mấy chị dành nhau cái bộ này nè. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn á. Lên chi mã xương rồng giùm em luôn nhân viên chút đôi nha. Size này dành cho bé là tầm khoảng là 11-12 kg mang vừa mấy chị. Này, bộ xương rồng nha. Tình yêu lấy lên đôi chi mã xương rồng cái túi nó may nè mọi người. Đẹp cực luôn á. Trời ơi bộ này dễ thương cực kỳ. Rồi xương rồng giùm em 89.000 đồng. Áo kiểu nè, áo mà xanh bơ nè. Trời ơi áo này mặc đi biển rồi hả. Mùa này đi tắm biển rồi ngon luôn. Trời ơi biển đông khiếp hả. Trời ơi biển Nha Trang gì mà đông khiếp luôn á. Chiều này đi tắm biển mà chở với Giang đi tắm biển thôi. Xương rồng 11-12. Rồi lên cho em mẫu này áo kiểu giùm em mọi người ơi. Áo kiểu nha mọi người nha. Áo kiểu màu xanh bơ nè. Đẹp chưa mọi người. Rồi áo này xem mấy chị 42.000 cái thôi. Nó có dây tăng đô này mọi người. Nó có dây điều chỉnh nha. Rồi lên cho em mẫu này là áo kiểu. Chị lấy áo kiểu chút đô mà áo kiểu này. Mặc với quần sọc quần đồ đi chơi đi. Màu đúng màu trend của năm nay luôn. Mấy chị 42.000 cái xả luôn. Mấy chị 42.000 còn 3 cái cuối cùng. Ta này dành cho bé là 11 đến 16 kg này. 11 đến 17 kg mang vừa mấy chị. Từ 11 đến 17 kg áo kiểu cho em xả luôn 42.000 đồng áo kiểu. Chút đơn cho mẹ áo kiểu kèm ký nhé. Ủa mấy cái bộ này kiếm bóc keo đang bán. Rồi mẫu hip hop màu vàng nữa chị. Chị chán rồi sao không? Có chị nào muốn gì ta? Chắc là em kết thúc like nha. Tí em vô lại live stream mới với mọi người nha. Em nghĩ áo kiểu 15 chị Hoàng Ngọc Linh. Có chị nào muốn nào nữa mọi người em like cũng không thì bên em kết thúc like luôn. Toàn mẫu siêu phẩm mà mấy chị không mua em biết mấy chị mua gì luôn á. Rồi lên cho chị thêm bộ hip hop màu vàng mấy chị comment cho em mã hip hop vàng. Chị Hoàng Ngọc Linh cho em là xin lại số điện thoại đúng nha chị ơi. Hip hop
vàng giùm em mọi người, chốt đơn cho em mã khớp vàng size dành cho bé là từ 14 kg cho đến là 14 đến 17 kg mang vừa. Từ 14 đến 17 kg ok nha. Hip hop màu vàng với chị giá 95.000 đồng. Comment cho mã khớp vàng với chị. Hip hop vàng kèm ký giùm em. Rồi hip hop vàng kèm ký bé luôn giùm em, nhân viên lên đơn nha, 95.000 đồng mỗi khớp màu vàng. Chốt đơn mã khớp vàng. Rồi lên đơn cho em mã khớp vàng kèm ký nha. Ủa cái màu xanh gì đây được. Ui cái đầm. Cái đầm nhẹ nhẹ đây mấy chị, còn bữa giờ mấy chị qua quán mấy chị hỏi nè. Hip hop vàng 15 chị Thủy Trương. Hip hop vàng 16 chị Mỹ Ngọc Trần. Cái đầm đây bữa giờ mấy chị qua quán mấy chị hỏi đầm nhẹ nhẹ mặc đi học nè. Tí nữa các chị nào mua không mua để riêng là treo hết lên quán nè. Rồi đầm nhẹ nhẹ, đầm không có tông mặc đi học đồ này kia mấy chị. Rồi bán cho chị là 57.000 đồng ghi cho em mã V57K đi. Còn có mấy 4 cái cuối cùng nè, các chị nào mua không mua, còn bao nhiêu cái treo hết lên quán nha. Lên cho em mã V57K giùm em. V57.000 giùm em mấy chị, xả mấy chị 57.000 đồng. Giá xả trên live không áp dụng bán tại quán nha mọi người nha. Không áp dụng bán tại quán cho em vì giá online nhiều khi em hết hàng em xả nha. Rồi cái này size dành cho bé là từ 9kg này cho đến là 10kg mang vừa 57.000 đồng. Mấy chị đầm thun có tông nha. Mặc đi học đi đồ nha mọi người nha, 57.000 đồng. Lên cho em mã V57K. V57K kèm ký với số điện thoại mang chút đơn chị đầm này 57.000 đồng. Chút đơn em mã V57K. Ui cái bộ này cũng đẹp quá, còn một hai cái như này cái em lấy mất tiền hết tổng công sức. Rồi comment cho em bộ này caro mấy chị. Màu nè, trời ơi màu sang chưa. Caro giùm em nha, chút đôi em mã caro. Caro này size tầm 17-18kg mang vừa, 17-18kg ok, giá 77.000. Comment cho mã caro. Rồi caro kèm ký và số điện thoại nên chút đôi chị bộ caro nha. Chị lấy caro lên mã caro 77.000. Cái này có lấy nè. Mấy cái hàng đây còn cái này chúng mình chưa để bộ xương rồng xương ngộ mai ấy, chứ để treo bán đấy. Cái đầm này đẹp nè. Rồi đầm hoa lạ mấy chị, comment cho mã hoa lạ. Hoa lạ giúp em. Hoa lạ này size tầm 18-19kg. Cái rô 17kg chị Thi Đặng. Ủa không, hoa lạ này size tầm 16-17kg chị. 16-17-18kg mà ok nha. Đầm hoa lạ như còn hai cái trên dây còn cái. Lên cho mã đầm hoa lạ giùm em. Đầm này lên cho chị 69.000 cái. 69.000 nha. Đầm hoa lạ đầm thiết kế giùm em nha. Chúc đơn cho em mã đầm hoa lạ 69.000. Cái size như tầm 12-17kg mọi người. 12-17kg ok. Đầm hoa lạ. Rồi cái đầm này bán cho chị 9k đi. Comment cho mẹ tặng 9.000 nữa chị. Tặng cho chị cái đầm này 9.000 cái đó. 9.000 giùm em luôn. Mát mát đồ này kia nè. Xương rồng không có 15kg để lấy nha chị ơi. Chị nghe chị Diễm đọc số ký cho mình comment theo giúp em nha. 15kg không có để lấy cho mình nha các chị. Có mụ giờ đâu ra mà 15kg đây hả chị. Hàng lỉ sai lỉ số em báo trước hôm nay like hàng lỉ sai lỉ số. Rồi đầm này 18kg đổ lại ok nè. 9.000 còn có hai cái tặng chị nào có đơn em. 9.000 mở ra em. 9.018 chị Nguyễn Ngọc. Rồi 9.000. Còn cái mấy ký mở nhanh tay đây. Rồi cũng 15, 16, 14, 15 rồi đó. 9.000 giùm em luôn. 18. Rồi tiếp theo cho mấy chị nè, 9.000 còn cái là 14, 15, 16kg. Rồi bộ này Thiên Nga giùm em 75.000 bộ. Chút đôi mã bộ Thiên Nga, Thiên Nga đẹp không? Thiên Nga kèm ký giùm em luôn, nhân viên lên đôi cho chị bộ kiểu bé gái này. Hình con Thiên Nga ấy chị. Size từ 6kg cho đến là... Ui có bộ size 6-7kg nè, với lại size lớn. Thôi lại 15 chị Hoàng Ngọc Linh. Mở cái bộ lớn ra coi mấy ký nha, 69. Rồi bộ này 75 mấy chị lên cho em bộ này là Thiên Nga. Comment cho mã Thiên Nga kèm ký. 9.015 chị Thủy Trương. Rồi Thiên Nga giùm em 20-22-23kg. Rồi chút đôi cho mã Thiên Nga mấy chị. Thiên Nga có size 7-8kg. 20-23kg. Rồi lên cho mã Thiên Nga. Thiên Nga kèm ký giùm em nha. Thiên Nga và kèm giúp em là ký của bé giùm em. Nhân viên lên đơn mọi người ơi. Còn có một cái bộ hàng lĩa sai lĩa số. Rồi bộ ngố nè, chị nào mua ngố ngáo gì nữa mọi người. Ngố ngáo gì đây. Rồi ngố này em còn size cho chị là từ 15 cho đến 19kg mang, 18kg mang vừa bộ ngố. Các chị chốt đơn mã ngố cam. Rồi 89.000 bộ, chốt đơn cho em mã bộ ngố cam kèm ký đó chị. Ngố cam kèm ký bé, số điện thoại em lên đôi cho chị bộ ngố màu cam 89.000. Size từ 15 cho đến 18kg ok. 89.000 bộ lên cho em mã bộ ngố cam. Ngố cam kèm ký nha. Ui trong này mấy bộ thiết kế đẹp quá không. Mấy hàng này nay qua có một lần nó lẻ ra hai bộ này. Mấy bộ này kia bán quán hết.
luôn á, toàn hàng thiết kế. Rồi mẫu này lên cho em nè, trời ơi dễ thương chưa. Rồi sát nách hồng, lên cho em mã sát nách hồng 75.000 luôn, sale mấy chị. Mẫu cơ 18 chị Nguyễn Ngọc. 75.000 sale nha, lên cho em bộ này là sát nách hồng mấy chị. Sát nách hồng quần đó nè. Rồi size này dành cho bé là tầm khoảng là 15-15 kg mang quần. 14-15 kg ok mấy chị, comment cho mã sát nách hồng 75.000 sale luôn. Sát nách hồng dùm em nha, lên cho em mã sát nách hồng. Sát nách hồng dành cho bé, ui cái bộ này dễ thương nè, chưa ra đi. Màu đâu mà có màu xanh đậu, ra bộ có màu nâu không? Xanh đậu chút đơn em, mã màu xanh đậu còn có một bộ rồi mọi người. Xanh đậu sát nách hồng 15 chị Thoa Nguyễn. 19-20 kg mà ok. 85.000 bộ chút đơn mã màu xanh đậu. Xanh đậu dùm em nha mọi người nha, 85.000. Có bộ thôi. Có bộ nó để còn đó, tí kia quán bán hết. Rồi bộ này là bộ trơn vàng và trơn hồng. Trơn vàng và trơn hồng này, trơn hồng em còn hai bộ. Mấy cái đó số mấy hả? Rồi bộ này là trơn hồng mọi người, chút đơn cho em ạ, trơn hồng này, màu đẹp không? Trơn hồng kèm ký với số điện thoại em lên đơn cho chị bộ trơn hồng. Em có size là 14-15 kg. 14-15 và size là 18-20 kg mang vừa, lên cho em ạ, là trơn hồng mấy chị bộ ngố bé gái nha. Rồi bộ ngối với gái trơn màu hồng, màu phối đẹp cực kỳ luôn á. Rồi hai cái màu này dễ thương ghê. Trơn hồng dùm em về có cả là trơn màu vàng. Trơn vàng này thì em còn size 18-20. Và size này là nhỏ hơn xíu, là tầm khoảng là 16-17 kg. Rồi chốt đơn cho em ạ, trơn hồng và trơn vàng nha. Trơn kèm màu giúp em. Rồi lên cho em ạ, trơn kèm màu hộ em nha mọi người nha. Trơn kèm màu. Trơn hồng 18 chị An Võ Võ Em. Trơn hồng và trơn vàng dùm em này, có bộ ngố xanh đây đẹp nè mấy chị. 16-17 kg mang vừa nè, ngố xanh. Lên cho em lại bộ ngố xanh dùm em luôn, 89.000 bộ nha. Màu xanh đây đẹp nè mấy chị. Màu đẹp ghê nè. Ngố xanh nha mọi người nha, lên cho em lại bộ ngố xanh. Rồi 89.000 đồng xanh 16-17 kg ok, chút đơn lại bộ ngố xanh. Ngố xanh kèm ký dùm em luôn, nhân viên lên đơn. Rồi ngố xanh nha, bộ này là bộ bé gái là bộ sọc xanh. Sọc đi mọi người, chút đơn trên mã sọc. Rồi sale 75.000 đồng bộ, chút đơn mã sọc size tầm 13 kg dạ. Trơn hồng 14 chị Thanh Bảo. Rồi 12-13 kg ok. Hình như trên dây còn ngố xanh 16 chị Thủy Trương. 12-15 kg ok mấy chị. Lên trên mã bộ sọc 75.000 đồng, lên trên mã sọc. Sọc kèm ký xuống gọi giùm em lên đơn mấy chị, bộ sọc nhé. Sọc kèm ký luôn giùm em nè. Rồi xếp thiết kế xanh bơ. Ôi mẫu này về một like, bán một like hết hàng còn một cuối cùng. Sọc xanh 14 tấn. Sọc xanh 14 chị Thanh Bảo. Xếp váy này em cũng like có một ngày hết hàng luôn. Sọc xanh 13 chị Xuân Thủy Trần. Xeo mấy chị luôn 79.000 đồng. Xếp váy. Xếp váy có bạn dây tăng đô nha mọi người nha. Có dây tăng đô mọi người. Rồi mọi người chúc đơn cho em. Mẫu này là xếp váy luôn hộ em. Để anh em lên đơn cho mình xếp váy nha. Xếp váy này, áo nhúng nè và chân váy giùm em nha. Size này dành cho bé là từ rồi 20-23 kg mang vừa. Mặc ôm nha mọi người nha, 20-23 kg xếp váy giùm em 79.000. Xem chị xếp váy 79.000, comment cho mẹ xếp váy kèm ký. Rồi xếp váy kèm ký nha, xếp xanh bô hot trend luôn nè. Xanh bô hot trend luôn, size này dành cho bé là tầm khoảng là 8-10 kg mang vừa. Comment cho mẹ xanh bô luôn giùm em, nhân viên chốt đơn cho mình xếp xanh bô nè. Rồi sale luôn mấy chị, xanh bơ này 77.000 đi ha. 77.000 xanh bơ, lên trên mã xanh bơ kèm ký. Xanh bơ kèm ký bé luôn giùm em, nhân viên lên đơn giá chị bộ xanh bơ 77.000. Xanh bơ 77.000 một bộ, lên trên mã xanh bơ kèm ký. Xanh bơ hộ em. Rồi đầm này kèm túi nè. Sale luôn 82.000, lên trên mã V82. Ghi cái mã luôn rồi nha. V82 dùm em mọi người ơi, chốt đơn cho em mã V82K. V82.000 nha, lên đơn cho em mã V82. Đây đầm này kiềm túi này, size từ khoảng 12-18 kg mang vừa. 12-18 kg thì lên cho em mã V82K. Đây đẹp chưa mọi người, 82.000 nha, kèm trong cái túi nha. Xanh bơ 9 kg chị Huỳnh Trần. 82.000 lên mã V82. V82K kèm cái bé. Rồi V82.000 kèm cái bé. Cái chị nào còn mua bộ ngố hay bộ đùi hay bộ xuất hàng gì nữa, mọi người em like thêm còn không em có thích like mọi người. Cái hàng này em hàng lỉ này để em kêu quán nha mấy chị ở gần quay quán mua nha. Rồi váy
Nếu này còn 225 ngàn. Xanh bơ V8212 chị Đinh Thùy Vân. Rồi ok chị Đinh Thùy Vân này. Xanh bơ 10 chị mua suy khơi. Con mua bộ mố, bộ đùi, bộ gì nữa không mấy chị ơi. Để em like thêm còn mấy cái hàng lỉ thì em lười like lắm. Để em kêu quán cho chị qua quán mua. Rồi cái này tầm khoảng 16-17kg này, áo 25 ngàn này. Lên chơi mã A25K. Comment chơi mã áo 25 ngàn giúp em. Áo 25 ngàn mọi người ơi, lên chơi mã áo 25K. Áo 25 ngàn, chút đơn em mã áo 25K 16-17kg. Có mấy 25 chị Hoàng Ngọc Linh. Có là váy hả? Bộ gì đâu đẹp vậy? Thấy bồng người. Rồi ok. 82-18 chị coi nè. Bộ xếp hoa mấy chị, bộ hoa nha. Chị lấy bộ hoa lên kia mà bộ hoa kèm ký nè. Sau này dành cho bé nào là 20-22kg mang vừa mấy chị. Không, cái này tầm 18-20kg mang vừa. 18-20kg ok nha. Xem mấy chị bộ này 69 ngàn đi. 69 ngàn lên kia mã bộ hoa nha. 69 ngàn size từ 18-20kg. Không. Áo 25-16 chị Thủy Trương. Rồi ok, cảm ơn chị Thủy Trương nè. Ui cái đầm trắng này mặc đi biển đi resort đồ ngon lành. Đầm trắng đi. Ủa cái này cái áo hả? Áo kiểu hả? Trời ơi áo kiểu có chị nào mua không? Áo kiểu 49 ngàn có chị nào lấy không? Em lấy khỏe cho chị 49 ngàn cái này. Đó. Rồi 49 ngàn mấy chị chốt đơn cho em áo kiểu giùm em nha. Rồi cái này mấy chị mua với lại cái quần kaki màu trắng đồ ạ. Trời mặc đi biển mùa này mà đi biển đi resort đồ mặc mấy cái màu trắng là đẹp nhất đó mấy chị. Rồi áo kiểu giùm em nha người nha, chốt đơn em áo kiểu 49 ngàn. Mua thêm mấy cái quần đuổi đồ á. Còn là mấy cái quần kaki mà màu trắng chị đời mặc với cái này mặc đi resort. Rồi 10kg từ 8kg cho đến 16kg mang vừa giá là 49 ngàn đồng tặng cho mấy chị đi. Lên cho em áo kiểu giùm em nhân viên lên đơn nha. Áo kiểu kèm ký giùm em nhân viên chút đô với chị áo kiểu. Rồi cái đầm đây mà nó giống giá hàng đắt luôn. Rồi đầm này em có 2-3 cái chị 65 ngàn đồng lên cho em V65K. V65K giùm em tầm 2-3 cái độ 24 cái độ lại mang vừa nè. Như 20 đến 24 sao em mở ra coi. Rồi giá là 65 ngàn đồng lên cho em V65K đó chị. 65 ngàn nha. Áo kiểu 15 chị Hoàng Ngọc Linh. 65 ngàn với chị 20-24-25kg với chị giá 65 ngàn lên kia bạn V65K. V65K kèm ký bé và số thoại dùm em nhân viên lên đơn cho chị đầm 65 ngàn. Đầm 65 ngàn hộ em nhé, chị lấy lên đơn. Rồi đầm 65 nghìn mọi người ơi. Rồi bộ xuất hàng của bé trai. Chị nào còn mua thêm đồ xuất hàng không em lên thêm ký nữa. Rồi lên cái hình này trước đó. Chị nào lấy cái hình này không biết. Rồi lên cho em bộ này là A4 đi mấy chị. A4 kèm ký với số thoại nhưng chút đó chị bộ xuất hàng này mà A4 nha. Tình yêu lấy A4 chút đô mà A4. Rồi lấy A4 lên cho mẹ A4 kèm ký. 16 cho đến 20kg là giá 69 ngàn. Và 21-30kg giá 79 ngàn lên cho em bộ này là mã A4 đó chị. A4 kèm ký và số thoại giùm em lên đơn cho chị bộ này mã A4 nha. Tình yêu lấy A4 thôi mã A4. Rồi A4 và kèm ký bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho mình bộ khủng long với trai. A4 16 cho đến 20kg là giá 69 ngàn và 21 ngàn. A4 75 chị Nguyễn Nguyên Phượng. Lên cho em mã A4 kèm ký nha mọi người. Chốt đơn cho em mẫu này là mã A4. Tiếp tục cho chị bộ này là hình công chúa này, công chúa là bé gái. 8 cho đến 15kg giá 59 ngàn mọi người lên cho em mã công chúa nhé. Công chúa giùm em mọi người ơi. Chốt đơn mã công chúa. Từ 8kg cho đến 15kg ok, giá là 59 ngàn bộ công chúa. Lên chia mẹ công chúa kèm ký bé. Em 43 chị Phương Anh nè. Rồi ok chị nè, công chúa giùm em lên chia mẹ công chúa nha. Rồi từ 8 cho đến 15kg mang vừa giá 59 ngàn, lên chia mẹ công chúa. Rồi chúc đơn chia mẹ công chúa nha mọi người ơi. Rồi công chúa nha. Em 46,5kg chị Trang Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Trang Trần cho chị là hình Batman nè. Ồ. Rồi ai lấy lên đơn cho em ạ, công chúa kèm ký nha mọi người. Công chúa và kèm cho em là ký của bé và số điện thoại giùm em nhân viên lên đơn cho chị bộ này mã công chúa. Bộ vịt xanh size mấy ký nhỉ? Vịt xanh này size tầm 21kg. 10. Lên cho em mẫu này là công chúa giùm em, tình yêu lấy công chúa chúc mẹ công chúa kèm ký nhé. Rồi Batman này. Rồi lên cho em mẫu này là Batman mấy chị.
Batman kèm ký giùm em, ô tô ơi. Ô tô Batman. Rồi bộ này là ô tô luôn giùm em, tình yêu đấy. Lên trên mạng ô tô. Lên trên mạng ô tô. Ô tô này có size chung này. Rồi lên cho chị bộ size 70 đi. Ô tô và Batman nha mọi người nha. Chị lấy ô tô lên mạng ô tô và lấy Batman. Chúc đôi mạng Batman. Batman với chị ơi, lên trên mạng Batman. Và ai lấy ô tô thì lên mạng ô tô nè. Mẫu này có size chung. Batman này có size nhí và size chung này. Từ 8 cho đến 15 kg là 59 ngàn. Và 16-20 kg là giá 69. Lên cho em mạng Batman. Công chúng 15 kg chị thử chưa? Rồi lên cho em bộ này là ô tô với chị. Ô tô kìm tí bé nha. Ô tô hình đẹp nè. Rồi ô tô và kìm ký số thoại em nhân viên lên đơn cho chị bộ ô tô. Cái gì hả? Cái bộ bị xanh đó tí tiện. Giá xanh là tầm 21 cho đến 23 kg mang vừa nha chị. Giá là 99 ngàn lên cho mạng Việt xanh. Rồi bộ này là ô tô, tình yêu lấy chút đơn chi mà ô tô. Rồi có chị nào lấy bộ xuất hàng nữa không mọi người? Nếu lấy nữa thì muốn lấy mấy bộ nó báo nhân viên em lấy luôn rồi bên em có xuất like nha. Rồi có chị nào lấy xuất hàng của bé trai, bé gái hoặc là người lấy ngố hay là gì đó nữa cho đủ đơn thì mọi người báo luôn giùm em để nhân viên em lấy luôn cho mình và bên em có xuất like nha mọi người. Rồi chị nào có đơn thì ngày mai nhớ nghe máy để nhân viên em gọi điện xuất đơn nha. Rồi có ai lấy nữa thì lên đơn giùm em. Muốn lấy bộ nào nữa thì báo nhân viên lấy xuất. Bộ mũ của chị 87 ngàn. Mũ giùm em, comment cho mã mũ đen 87 ngàn đồng nguyên xếp. Rồi bộ này là xanh lạ, comment cho mã màu xanh lạ nè. Tím nè. Tim bơ. Ai lấy cái nào lên đơn giùm em nha. Dạ em còn nguồn chip nha chị ơi, chị lên giùm em là 3 chip, 6 chip, 9 chip kìm cưới nha chị ạ. Rồi ai lấy chip thì lên mã chip, ai lấy bộ đùi lên bộ đùi và ai lấy xuất hàng lên xuất hàng mố gì đó cho đủ đơn thì báo luôn giùm em nhân viên em lấy chứ. Rồi em cảm ơn người rất nhiều, chị nào có đơn thì ngày mai nhớ nghe máy để nhân viên gọi điện chốt đơn nha. Batman 16,5 chị Trang Trần. Rồi ok chị Trang Trần nè. Ở mấy 6 lần chiếc chị Thanh Bảo. Mố sau lưng còn á, mọi người cũng lấy cái nào cứ báo nhân viên em lấy chứ. Ê số hôm nay nói chung hàng em cũng lĩ sai hết rồi, em cũng like qua một lần hết rồi, hôm nay hàng mới vừa về chưa kịp á. Rồi cái chị nào muốn lấy nào nữa thì báo nhân viên em lấy, cũng không anh em kết thúc like nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Hẹn gặp mọi người vào livestream tiếp theo luôn ạ. Rồi hết hàng.